xe xinh quá. Còn vài set thôi em xả lỗ nốt các mẹ ơi. Set xinh này cho bé nhí thôi. Còn vài set thôi em xả lỗ nốt các mẹ ơi. Đó. Set này là set diện Tết mọi người nhá. Cũng đang hôm nay sẽ sale cho các mẹ set diện Tết nhá. Rất xinh luôn nhá. Hello cả nhà. Set em xả siêu giá lỗ luôn cho cả nhà này. Mọi người chia sẻ giúp em nhé. Set này của em là gần 400k. Em sale nói chung là siêu mạnh. 15 cân đến tầm khoảng được là 15 cân đến tầm khoảng được là 22 cân, size 9, size 11 và size 13. Sale cho các mẹ với giá chỉ có 230.000 thôi. Vừa bán vừa tặng thôi mọi người nhé. Set nỉ luôn, rất là đẹp, gần 400k của em ạ. Để nốt cho các mẹ giá sale siêu lỗ rồi, 230.000 thôi ạ. Mọi người mà set nỉ thường nhá mọi người, set nỉ thường cho em nhá. Quần này 15 cân đến 22 cân cho em mọi người này. Set này yêu lắm luôn, bình thường xả 280.000 là đã rẻ rồi. Hôm nay để nốt cho các mẹ giá 230k, nốt thôi siêu lỗ rồi các mẹ nhá. Mọi người ai lấy set này nhanh tay này, rất yêu luôn. Có 15 cân cho em và đến cho em tầm khoảng được là 22 cân. Hả? Kiểu một đèn. Không phải. Sẽ đỡ lóa. 15 cân đến tầm khoảng 22 cân cho em mọi người nhá. Ai lấy set này bảo em luôn này các chị ơi, màu hồng rất xinh, set polo hồng rất xinh nhá. Cái set này bình thường em siêu xả rẻ cho các mẹ 280 là rẻ nha mọi người. Bây giờ để siêu lỗ rồi. Set polo hồng này chỉ có 230.000 thôi. Nói chung là không cần lăn tăn gì luôn ạ. Mẹ nào vừa thì lấy luôn nhá. Tại vì cái set này của em là cũng rất là đẹp luôn. Cho bé nhí này. Set rất xinh này. Set siêu xinh cho bé nhí, mọi người tranh thủ ở đây nhá, xả lỗ hết rồi. Siêu giá rẻ luôn rồi mọi người nha. Set này của em là set thể thao hồng. Set thể thao hồng ạ. Giá sale cho các mẹ chỉ còn có 230k thôi, 230.000 luôn nhá mọi người nhá. Rất là rẻ nhá. Cực kỳ rẻ lỗ luôn ạ. 230k, set polo hồng với màu xinh lắm. Màu hồng pha ghi ạ. Hồng pha ghi cho em này. Em xả nốt cho mọi người set này siêu giá lỗ luôn này, 230.000 này, còn một set thôi. Set này là size tầm khoảng 20 cân. Crop top 20 cân, rất xinh. Còn một set duy nhất thôi, 230.000 NI. Size 20 cân dao động các mẹ nhá. Set NI xinh lắm. Set NI này rất là xinh, size 20 cân này. Set NI ống rộng này, nỉ này, tỉ thường rất là đẹp luôn này, 230k cho em. 230.000, siêu giá lỗ luôn, 230k mọi người nhá. Toàn set gần 400 đấy ạ. Nỉ này cũng rất là đẹp này, hồng này. Còn cái này của em là nỉ ghi nhá. Còn một set duy nhất thôi, 230.000 nhá. Hồng sẽ có từ 15 cân đến 22 cân. Ghi thì chỉ còn size 20 cân thôi này. Xinh lắm luôn ạ. Set crop top cho em mọi người nhá. Em xem hàng nhí thôi nên là các mẹ nào mà săn nhí thì vào đây. Rất là rẻ luôn ạ. Mọi người ơi, set ngủ này yêu lắm luôn này. Tầm xuân mọi người vẫn rất cần những set như thế này nhá. Set ngủ còn size đến size 120. Em còn size set ngủ đến size 120. Cái này là vừa bán vừa tặng khách thôi này. Set ngủ này 180.000 thôi các mẹ ạ. Cái này của em cũng hàng 280, xả nốt 180.000 này. 180.000 set gấu. Set gấu, set ngủ các mẹ nhá. Rất yêu luôn ạ. Còn size đến tầm khoảng size 120. Em còn size đến size 120. Form này tầm khoảng được là 23-24 cân này. Set gấu này, quần này. Cực xinh luôn. Răng tầm xuân, ra tầm đầu xuân hè vẫn mặc được luôn nhá mọi người nhá. Rất là yêu luôn ạ. Set này em sale cho các mẹ chỉ còn có là 180.000 thôi. 180.000 thôi, 180.000 này. Rất chăm chỉ nào. Rồi, xả siêu lỗ rồi. 180k nốt này các mẹ ơi. Còn size đến tầm khoảng bao nhiêu cân nhỉ? Còn size đến tầm khoảng được là 120 nhá mọi người. Form cái quần này thì rộng lắm. Rộng rãi lắm các chị này. Yêu cực luôn. Em bán tặng nốt các mẹ có 180.000 thôi. Siêu giá lỗ rồi. Các mẹ tranh thủ săn hàng cho bé và chia sẻ giúp em mọi người nhá. Chia sẻ giúp em các mẹ nhá. Các mẹ tranh thủ săn hàng siêu giá rẻ luôn. Hoodie rất xinh nỉ thường này. Hoodie hồng rất xinh nỉ thường cho các bé này. Các mẹ chấm tương tác cho em xin một nút chia sẻ nha mọi người ơi. Set bộ thể thao các mẹ không lấy hơi phí nhá. Set bộ thể thao này mọi người không lấy hơi phí đây. Set hồng rất xinh này. Em xả siêu rẻ rồi. Một set nỉ, áo nỉ, quần nỉ ấy mọi người ơi. Cái này bình thường là sale 280 đấy. Hôm nay là còn vài 2-3 set này. Em xả nốt cho các mẹ chỉ còn có là 230.000 thôi đấy. Set ngủ gấu nhá mọi người ơi.
bán tặng các mẹ 180.000 nhá. Hàng này hàng 280 ạ. Set ngủ gấu ạ, siêu giá rẻ mọi người nhá, yêu lắm. Mọi người cho em xin nút chia sẻ nhá. Set ngủ gấu em xả cho các mẹ chỉ còn có là bao nhiêu nhỉ? Có 180k thôi. Set này thì em còn sót kho, không quên không bán luôn, không đăng ảnh luôn nhá. Đấy, tầm này em soạn kho thì là em thấy có 2-3 set là em bỏ ra em xả lỗ nốt thôi mọi người nha. Set ngủ yêu lắm. 180 rất rẻ. Còn những cái set này của em là set 380 đấy, em chỉ còn khoảng 2-3 set thôi. Sale còn 230.000 nha mọi người. Set ngủ sale 180. Set ngủ sale 180. Yêu lắm. Em hộ chị này. Nỉ hoodie các chị nhá. Nỉ hoodie sale 200k. Nỉ hoodie hàng nỉ đẹp lắm. Nỉ hoodie sale 200k này. Còn size đến tầm khoảng 28 cân ạ. Size còn size đến tầm tương đương size 130 nhá mọi người. Còn tương đương size 130, nỉ hoodie gấu tay nối. 200k cho em mọi người nha. Nỉ hoodie tay nối này, rất đẹp này, gấu hồng ạ. Nỉ hoodie gấu hồng giá sale còn là 200. Nỉ hoodie gấu hồng giá sale 200. Các mẹ tranh thủ lấy nhé, tại vì hàng bây giờ em trả rất là rẻ rồi. Mà cũng không còn nhiều nữa rồi. Cái này là sale còn 9 em nhỉ. Cái này còn một chiếc size 17 cân đến 20 cân. Cái này size 101. Cái này size 101, 17 cân đến 20 cân cho em mọi người nhá. Size 101, 17 cân đến 20 cân sale 190.000 nốt thôi, còn một chiếc duy nhất thôi ạ. Còn một chiếc duy nhất thôi ạ. Cái bộ này xong rồi chia cho chị bộ này nhá. Bộ này không biết có thêm gì nhỉ? Có thêm hết bám cái tay nhỏ rồi. Nỉ hoodie xanh. Còn duy nhất là cái này 190k siêu rẻ luôn. Mọi người có thể mix cho em với quần bò này. Quần bò này là dành cho bạn nhí thôi mọi người ạ. Còn quần bò bạn nhí em đang còn 1-2 chiếc xả nốt thôi. Quần bò rất là rẻ luôn này. Ví dụ mọi người mix cho em cả cây như thế này này. Quần bò em sale hôm nay cho các mẹ xả hết cho quần bò này là sale là còn bao nhiêu nhỉ? 180k mọi người nhá. Quần bò này thì nó sẽ còn size là size 11-12 cân. Bé size 30 cân là chị, 30 cân em còn ít lắm này. Cho em xin chiều cao ạ, cho em xin chiều cao nhá. Quần bò em có size 11-12 cân và em còn size đến tầm khoảng được là 20 cân mọi người nhá. Là size 120 của Phong này, size 120, đây em cầm size 101 này. 20 cân được nhưng mà bạn nhỏ thôi, tầm khoảng 4 tuổi, 5 tuổi thôi. Đấy. Mỏng size to không có rồi chị ơi. Mỏng size to là chị muốn lấy cho bạn tầm bao nhiêu cân? Có mỏng thì... Ồ, cái con này mỏng này. 200. Size 140, size 40 cân này. 9 x 1 13. Ừ, sale 200, nỉ Mickey sale 200. Đó. 30 cân, 8 tuổi, 1m25. Để em xem còn cái gì không mọi người nhá. Bé trai. Ồ, cái này còn một chiếc thôi ạ. Xả 190.000 ạ. 43 cân vừa, size 140 nhưng form to chị ạ. 43 cân vừa, size 140 form to. Còn có chiếc 150 đấy, nhưng mà nó quần có 180k thôi nhá. Còn một chiếc 150 nhưng mà nó hơi kiểu cái chữ nó hơi bị lỗi một chút xíu. Thì em cũng xả rẻ cho các mẹ nhưng mà nó lâu rồi nhỉ. Cái size 150 của cái con này này. Đó, cái chữ nó kể, cái chữ này thì nó cũng có cái mác hoặc tác nó dính vô nên là nó hơi kiểu màu một tí xíu thì cũng là trả rẻ. Cái để 43 cân vừa, cao 1m5 đổ về cho em. 1m5 đổ về cho em. Vì em 48 cân em mặc được size to nhất ạ. Mà em cao chứ. 30 cân bây giờ mọi người ơi, chỉ còn mỗi 2 chiếc này thôi ạ. Còn 2 chiếc này thôi thì chữ X cho em mọi người. Còn 2 chiếc này thôi mọi người chia sẻ giúp em với nhá. Giá sale 200 nhá. Còn 2 chiếc này thôi ạ. Một chiếc màu cam này và một chiếc màu trắng này. Còn 2 chiếc này thôi ạ. Bé trai ạ. Bé gái thích thì cũng mặc được ạ. Cái này của bé trai ạ. Bé gái thích thì mặc được ạ. Cái này là sale 200 cho em nhá mọi người nhá. Size 140 này. Sale 200 này. Sale 200 size 140 này. Size 140 này. Đấy, em còn 2 chiếc này là còn size thôi chứ còn... Còn là em hết lớp size to rồi mọi người ạ. Em hết size 30 cân rồi ạ. Còn một chiếc này size cái này sale 200. Sale 200.
À và còn cái này em ạ, có vào cái cổ tròn đen. Cổ tròn đen. Cổ tròn đen. Cái này sale. Em còn chiếc này ạ, em còn chiếc này 30 cân ạ. Chiếc đen này 30 cân ạ. Chiếc đen mà có chữ cam này ạ, giá sale là còn 190 ạ. Chiếc đen này 190 ạ. Còn một chiếc 190 màu đen mọi người nhá. 190 nhá, là mình chị Hồng hiện nay em hết hàng rồi đấy, hết size to rồi đấy. Còn một chiếc to này 190 nốt này. Còn một chiếc to 190 nốt này. Nỉ kẻ ngang này. Nỉ kẻ ngang này, 190 nốt size 45 45 cân này. 45 48 cân được này, 190 này. Còn kẻ nỉ đen cho em. Nỉ đen cho em ạ, nỉ thường nhá mọi người. Nỉ thường này của em là 190.000 này. Chị có ưng mã nào không thì báo em này, tại vì hết hàng size to rồi ạ. Còn 3 mẫu thôi. 190k size 140 mọi người nhá, size 140 nhá, là size 30 cân hơn nhá. 30 cân hoặc 30 cân hơn nhá. 190.000 cho em này. 190.000 này. À quên, 200k xin lỗi cả nhà. 200k cho hút đi, còn cái dòng cổ tròn này sẽ 190 này. Dòng cổ tròn sẽ 190 này. Dòng hút đi này sẽ là 200k cho em mọi người này. 200 đằng sau lưng này, họa tiết này. Cái này gái trai mà ok hết mọi người nhá. Nỉ cam và nỉ trắng nhá. Nỉ cam và nỉ trắng nhá. Ở đâu là hết dòng hết size như thế là size đang nỉ đen cho em còn thấy size 140 ạ. Nỉ đen size 120, size 130 và size 140 này. 101, 120, 130, 140 này. 190.000 thôi mọi người nhá. 190.000 thôi mọi người nhá. Bò mọi người hỏi cho bao nhiêu cân này mọi người ơi, đừng bỏ hỏi em size to gì nè. To em hết hàng rồi. Bộ ở bộ mọi người hỏi cho bao nhiêu cân hả chị ơi? Bộ nhỏ nhỏ em có vài bộ thôi, bộ to em hết rồi ý. Còn một chiếc size 45 cân. Còn một chiếc size 45 cân kẻ ngang cho bé trai. Hàng hãng Miu Kit này, giá sale còn là 190.000 các mẹ nhá. Còn một chiếc size to kẻ ngang nhá. Cái này của em là cũng có size tầm khoảng 40 cân hơn này. 40 cân hơn, cao 1m4 đổ về cho em này. Sale 200 thôi mọi người nhá. 200 cho Mickey này ạ. Size 40 cân hơn. 1m4 đổ về cho em, size 140 form rất là to này. Giá sale 200. Giá sale 200 cho Mickey nhá mọi người. Mickey giá sale 200. Đó. Mickey giá sale 200 các mẹ nhá. Còn rất là ít hàng thôi em xả lỗ rồi. Bộ nếu cho bạn nhỏ này mọi người ơi, bộ này gái trai mà ok hết này. Bộ cho bạn bé này, bộ polo siêu rẻ này, 230.000. Các chị ơi, bộ này em chỉ có đến size tầm khoảng 22 cân thôi mọi người nhá. Có 15 cân đến 22 cân thôi các chị nhá. Em xả giá siêu lỗ rồi ạ. Bình thường là sale xả 280, bây giờ để có 230k một set thôi. Rất là rẻ luôn, 230.000 một set thôi mọi người nhá. Ai vợt thì vợt nốt này, ai vợt thì vợt nốt, giá siêu rẻ trên like cho các mẹ nha mọi người nhá. Ai vợt thì vợt nốt cho em, cái này của em là polo xanh polo ghi này. Polo ghi ạ, giá xả là 230k. 230k mọi người nghe rõ cân nặng nhá. Mọi người nghe rõ cân nặng nhá. 15 cân đến tầm khoảng 22 cân. Đó. 15 cân đến 22 cân cho em này. Bộ này em chỉ còn size 15 cân đến 22 cân thôi này. 15 cân đến 22 cân thôi này. Bộ hồng nữa, 15 cân đến 22 cân này. Bộ hồng ạ. Hồng này, mọi người ai lấy thì báo em này. Cái bộ này em xả siêu lỗ luôn, 15 cân đến 22 cân ạ. 12 cân hả chị? 12 cân để em xem còn bộ nào ạ. Hàng 12 cân em bán cũng là những cái size nhỏ nhất thì em gần nhỏ nhất thì em bán hết rồi ý. Mười hai cân hết rồi, không còn bộ nào nhỏ nữa rồi, em hết bộ nhỏ rồi mọi người ơi. 12 cân bây giờ không còn nữa. 12 cân là bé mấy tuổi vậy ạ chị? Cái này đến 15 cân đến 22 cân cho em ạ. Bộ này em có size cho các mẹ là size đến 22 cân nhá, tầm khoảng 6 tuổi nhá. Đó. Bộ này em sale cho các mẹ rẻ, giá rẻ siêu rẻ rồi, 230.000 này. 230.000 này. Bộ ghi này. 230k này, 230k này. 230k.
Đó, rất rẻ luôn mọi người nhá. Bộ này em trả cho các mẹ giá lỗ luôn rồi. 12 cân thì có thể lấy cho em cái này, vì hôm rồi có bạn 12 cân mặc xinh lắm. Váy đỏ này, 250.000 này. Váy đỏ 250.000 nốt này, siêu giá lỗ này, 250.000 này. 250.000 váy đỏ với cho chị con màu hồng ở đây nữa. 12 cân lấy váy đỏ cho em rất xinh này. Váy đỏ này em xả váy dạng đỏ 250.000 rất rẻ. Cái này không còn hàng ít, không còn hàng nữa rồi. Những cái này là diện test cho em mọi người này, màu hồng này. Váy hồng này. Hồng kim tuyến dạ này, 250k các mẹ nhá, xả 250.000 nhá. Váy hồng xả 250k. Váy dạ hồng và váy dạ đỏ ạ, 250.000 cho em mọi người nhá. Đấy, có mẹ lấy cho các bé diện Tết này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bé trai ở chị à, bé trai thì 12 cân. Còn mấy cái quần nỉ. Còn quần nỉ với là áo len. Đây, 12 cân lấy cho em cái nỉ nhung mạch xinh này, 190 này. Nỉ nhung xinh 190 này chị ơi. Nỉ nhung mạch xinh á, 11 12 cân ok này. Size số 5 này, nỉ nhung khủng long này, rất đẹp này. 190.000. 190.000 này. Đấy, 190k cho em nhá. 190k màu đỏ đẹp lắm mọi người ơi, màu đỏ rất xinh luôn này. 190.000 này. Đó. À, bé trai em còn có mấy cái mã, nói chung là hàng rời thôi ạ, nó sẽ có quần bò và có quần quần bò. Đây ví dụ như thế này này, với mọi người mix với áo nỉ cho em ấy. Đây này, quần bò 180k này. Em có quần bò 180.000 này. Mọi người mix áo nỉ cho em rất đẹp này. Quần bò này. Quần bò này 180k này, có hai màu này. Có màu xanh và màu khói này. 180k cho quần bò các mẹ nhá. Quần bò cho bạn nhí ấy, 180k thôi. Quần bò cho bạn nhí giá 180.000. Các mẹ chia sẻ và tag bạn bè vào đây nhá, em sale cho các bạn nhí nhá. Màu xanh rất đẹp này, 180k giá sale này. Size này là size 8, mặc size 80 cho em này. Màu xanh này. Màu xanh này, rất mềm, đẹp, co giãn cực kỳ luôn. Mềm đẹp, co giãn cực kỳ luôn. Rất là mềm nhá. Đây là màu đen khói này. Mặc rất là đẹp, mọi người mặc với len cũng được, mà mặc với nỉ cũng ok này. À, mặc với áo nỉ cũng ok, mặc áo đen ok. Màu xanh và màu đen khói cho em quần bò này. Giá sale quần bò là còn có là 180k thôi mọi người nhá. 180k cho quần bò này. Đấy, mọi người có thích hàng rời không? Mọi người sắm hàng rời rất là ok mà và đẹp. Bộ giờ nó hơi hiếm rồi. Bộ giờ nó hiếm rồi. Ờ, set em cầm bao nhiêu á? Set này còn size nhỏ thôi mọi người nhá. Ơi cẩn thận, ơi em phải kéo luôn. Xe này cầm xả cho các mẹ. Bạn là chị bao nhiêu cân này? Bạn là chị bao nhiêu cân? 20 cân. Vâng, chị vào ngắm đi ạ. Ở trong chị vào xong mọi người cần gì để em lấy chị ạ. Cái set này của em ấy mọi người ơi, chỉ còn size 17 cân, 18 cân đến 20 cân này. 17 cân đến 20 cân này. 20-21 cân này, 17 cân đến 20 cân này. Ở sale còn cái này 17 cân đến 20 cân thôi. Sale còn là sale bán rẻ lỗ nốt cho các mẹ là còn 330k cho em này. 330k này. Ở set len cardigan Mickey rất rẻ nhá mọi người. Váy chân váy ren đen, chân váy ren đen này. Đó, chỉ còn size nhỏ thôi này. Bộ len Mickey ạ. Ừ, con trai con gái ạ? Đây chị có thích bộ này không? 20 cân không? Đây chị ngắm đi. Cái tay rộng. Rộng ấy hả? À, rộng thì chờ cái gì đây? Cái tay rộng đấy ạ. Cái này có tay hơn. Đây chị ơi, cái to hơn này, cái này này chị này. Ui, em mặc đây này. Em cái này em lấy mặc luôn rất là đẹp. Nhưng mà cái tay năm nay dáng cũng kiểu hơi cổ lót tóm một tí ấy. Ví dụ cái này có này cổ lót tóm này. Đấy, còn nếu mà mình thích rộng thì mình lấy cái màu trắng kem này. Xét diện Tết mọi người nhá. Xét diện Tết cho em này. Xét này đang được sale cho các mẹ này. Xét này sẽ có size từ size 100. Sẽ có size từ size 100 và đến size 140 các mẹ nhá.
Có size từ size 100 đến size 140. Chị bỏ áo đi, chị bỏ. Có size từ size 100 đến size 140, gồm có chân váy chất chân 20. Cái đấy size 21 là hết rồi. Em hết hàng rồi. Nhưng mà đấy còn một chiếc rồi. 26 tuổi hay 7 tuổi ạ? 7 tuổi thì mặc gọi là vừa sinh. 21 cân. Cái đấy mặc được đấy, nhưng mà nó không phải không rộng thùng thình thôi. Hay là lấy sang cái này đi mình. Lấy cái này to đi. Cái này to ra đi. Em mặc thực ra cái này em mặc thích dáng ngắn thôi, chứ em năm nay cũng không phải mốt thùng thình lắm, nên là hoặc là lấy ra cái này. Cái này có size to, mình cũng mới về. Nếu mà mình thích to, họ đây. Cái này cũng có to này. Cái này cũng có to này. Con đùng luôn này. Đấy, mấy cái mã đấy. 490 Mika mọi người nhá. Thực ra cái dáng đấy vì nó nhỏ ấy, thì mình nhìn nó yêu yêu ấy. Chứ còn sang cái to mình lại không ưng cái con to cơ. Có cái hôm mình chân váy để cho bạn chân váy này đây, cả một set mọi người nhá. Giá sale cho các mẹ chỉ có 490k. 490.000 ạ. 490.000 cho em cả một set này, là một set diện Tết này. Cả một set diện Tết gồm có áo vest bên trong là lót lụa này. 490.000 nhá. Sale cho các mẹ còn 490k. Màu xanh rêu pha kem. Hàng rất rất là đẹp. Cái này ai mẹ nào lấy thì báo em luôn ạ. Tại vì cái mã này hàng diện Tết em không còn nhiều nữa rồi. Thì mẹ nào lấy thì báo em luôn nhá. Cái set này của em là giá 490k sale cho các mẹ mọi người nhá. Giá 490.000 thì cái size 140 của cái form này là 35 cân ok. 35 36 cân ok, 35 cân 36 cân ok mọi người nhá. Vest bên trong mặc áo như kiểu cổ tròn như em được này, màu kem này, màu trắng này. Xong rồi bên ngoài mình khoác vest vào rất xinh luôn. Mấy cái chân váy rêu cùng tông luôn. Cái này cùng một hãng mọi người nhá. Cái này là của em, là set cùng hãng của em. Giá sale cho một set này là 490k. 490k một set. 490k một set cho em này. Set vest, set vest. Hàng mới về. Giờ vest lót nhung này. À lót lụa này. Vest lót lụa. Quá dữ nhỉ. Giữ như thế hết rồi ạ. Vâng, cardigan len tím mọi người ơi. Cardigan len tím này xả cho các mẹ con này với giá là 280.000. Còn size đến hơn 30 cân. Cardigan len tím. Len tím cho em này. Còn 2 chiếc này. Còn size đến hơn 30 cân. Xả cho các mẹ là 280k. Rất là đẹp luôn nhá. 280k cardigan khoác. Đây này, kiểu như cái con em mặc thì 290. Cái này là em lấy mặc rồi. Giá 290. Cái này là cardigan lẹ của em, là em lấy mặc rồi, 290. Siêu 290. Cái này còn 2 chiếc thôi này. Tầm khoảng 20 cân đến tầm khoảng 30 cân hơn này. Cái này còn 20 cân hơn thì 30 cân hơn này. Đây chị lấy, em lấy cả hai màu luôn. Cái này đen kiểu đẹp lắm. Siêu còn là 290k. Đấy, trong này nó sẽ có giữ nhiệt luôn thì cái này là em mix cùng thôi. Cái này còn một chiếc giữ nhiệt đây. Còn một chiếc giữ nhiệt đây. Đây, mình lấy cái này 290, giữ nhiệt là sale còn là 150.000 nốt thôi. Giữ nhiệt còn sale 150k nốt thôi mọi người nhá. Ai lấy cái này, là em cái này là hàng người lớn, em mua hàng người lớn. Đấy, mọi người có thể là mix với len cổ tròn đây, mặc mic vest này này. Rất xinh này, 290.000. 290k. 290k cho vest này mix với cái áo len trơn như em mặc rất là đẹp này. Đấy, cardigan có hai màu nhá mọi người. Cardigan có hai màu em lấy, em mặc luôn màu đen, khách đang lấy thừa, đang xem màu đen rồi, có màu đen và có màu trắng. 290k cái này em lấy em mặc rồi đây này. Đây cardigan thì em thích mặc dáng ngắn crop top một tí ấy, thì em lấy ngắn ngắn thôi. Và mọi người mix các thứ thích trùng dài, đây em lấy mặc dáng ngắn thôi, mặc với quần ống rộng, mặc quần bom đẹp. Đấy, giá sale cho kéo vào cho em nhé. Vâng ạ. Đợt này hàng nó không được kiểm tra hàng em á. À, hàng sale em bình thường em không kiểm tra, tại vì khách chắc chắn đấy thì em ship thôi mọi người ơi. Không kiểm tra hàng đỡ cho hàng sale mọi người ạ. Có vấn đề gì nhà em vẫn đổi hàng mọi người nhá. Có vấn đề gì thì cứ inbox em nhé, em vẫn đổi hàng nhá. Rộng thật vẫn đổi hàng ok nhá. Đừng muộn quá, thôi nhận được hàng là báo nhà em. Nhận được hàng về cho con thử, sau đấy mọi người báo nhà em luôn là em Úc vẫn ok đổi sang sản phẩm khác, hoặc là đổi sang mã còn sai nhá mọi người nhá. Đấy,
Cái này của em là cardigan len len cừu. Đẹp lắm mọi người, còn hai chiếc thôi. Cái này bán rất là nhiều, 290. Em đang mặc cái này của em là size size này em mặc size cũng size 40 cân hơn đấy. Còn đâu em còn bây giờ còn size 13 cân. Em có size em có size hơn 30 cân. Quần bò 30 cân em hết hàng mất rồi mọi người ơi, quần bò 30 cân em hết hàng rồi. Đấy, cardigan này mọi người ai lấy vào em nhá. Em mặc xong mọi người cái cardigan len tím nhá mọi người nhá. Cái này của em là hàng cái này của là chiếc em lấy rồi. Em còn lấy cả màu đen nữa không? Màu đen. Em sẽ mặc cho mọi người cái chiếc len tím rất là đẹp này mọi người này. Cardigan len tím này. Có mà. Chị cứ nhắn tin có chứ. Vẫn luôn nhắn tin không thấy báo đổi cho chị. Chị inbox lại cho nhà em đi. Còn lách lỗi thì phải đổi chứ. Lách lỗi phải đổi chứ ạ. Hoặc không thì gọi điện cho em. Vì nhà em mọi người có rất là nhiều phương cách để mọi người inbox gọi điện các thì các thứ mà. Nên là mọi người cứ khi nào mọi người được giải quyết ok rồi thì thôi mọi người ơi. Mọi người cứ chủ động cho em đi. Tại vì nhân viên nhà em nó cũng nhiều việc inbox, khách inbox nhiều việc lắm. Không xử lý hết đơn. Nên là lắm khi khách đọc muốn tư vấn ở trong inbox là lắm khi là nhà em không trả lời hết ấy. Hoặc là cứ phải chờ ấy mọi người. Chưa xử lý kịp hết ấy. Đơn nhà em like thì xong rồi khách inbox cũng nhiều ấy ạ. Đây ạ, cardigan này của em giá sale bằng đóng được không? Cardigan này giá sale là 280 mọi người nhá. Cái này giá sale 280 này. Cardigan tím này giá sale 280 này. Cardigan tím giá sale 280. Em đang mặc cái size này của em size hơn 30 cân thôi. Nhưng em khoác vào vậy thôi. Cái này em khoác vào vậy thôi. Chứ còn cái size này của em size hơn 30 cân thôi. Cái size này của em hơn 30 cân thôi. Sale 280.000. Hơn 30 cân thôi mọi người nhá. Sale 280k màu tím. Sale 280k màu tím này. Vì em cứ xỏ vào thôi. Chứ cái này của em là rất là cộc mọi người ạ. Cái cardigan này em xỏ vào thôi. Cái này xỏ vào thôi chứ còn cái này của em là size 30 cân thôi mọi người nhá. Giá sale cho các mẹ là giá sale cho các mẹ còn là 280k. Còn cardigan len cừu này của em là 290, hàng hơn 400, sale 290 nhá mọi người nhá. Cái này len cừu của em là 200, sale 290. Sale 290 đó. Sale 290. Sale 290. Đấy. Sale 290, cái của em mặc là sale 280, rất xinh nhưng size mặc là size hơn 30 cân thôi. Mọi người có thể mặc chân váy cho em rất là đẹp luôn ạ. Cái này 280.000, còn len cừu của em sale rất là rẻ rồi, có 290k thôi, nó là hàng cũng là hơn 400k rồi. Đấy, mình nào lấy em nốt. Còn một con len này là con len 20 cân. Còn một chiếc len 20 cân len cừu rất đẹp, hàng hơn 400 này. 265k nốt cho các mẹ này, còn một chiếc duy nhất thôi. Cái này còn một chiếc duy nhất size 20 cân, hơn 20 cân thôi. Size 20 cân hơn 20 cân này, crop top cho em này. 20 cân hơn 20 cân crop top, len crop top rất xinh này. Những cái mã này em đặt hàng năm nay rất là mốt, len cardigan mà. Xem 265.000 đó. Cái này là size 20 cân hơn 20 cân dáng crop top mọi người nhá. Size 20 cân hơn 20 cân dáng crop top cho em nhá. Để nốt cho các mẹ trên livestream với giá 265.000. Còn một chiếc duy nhất, ạ. Crop top nhá, 20 cân hơn 20 cân nhá. Cái này là crop top cho em mọi người nhá, dáng ngắn nhá. Cũng như kiểu dáng em mặc đấy, nó là dáng ngắn đấy mọi người. Nên là mọi người cái này dáng ngắn nó sẽ rộng ngang nhưng nó ngắn. Mọi người mặc kiểu cổ trơn cũng được mà mọi người mặc kiểu như là mọi người mặc cổ tròn cũng được hoặc là mọi người mặc kiểu khoác cũng ok nhá, mặc bên trong áo, bên trong một áo nữa cũng ok nhá. Đấy, rồi, lên áo khoác gió cho các mẹ nhé. Còn một ít xả giá lỗ nốt này. Lên khoác gió cho mọi người nhá. Còn một ít em xả lỗ nốt này. Cardigan các thứ mọi người ai lấy vào em nhá. Toàn lên hàng lên đẹp bây giờ xả siêu giá tốt cho các mẹ rồi. Khoác gió các mẹ nhá. Em lên khoác gió cho các mẹ nào. Cái này là em lấy rồi. Lên cừu em chỉ còn có 2 chiếc thôi. Lên cừu của cái dòng này cũng còn có 2 chiếc thôi ạ. Đây, 290. Cái mẹ nào lấy như vậy em rất phong cách là khoác ngoài vải cũng được nhé. Khoác ngoài áo như em khoác cũng được, khoác ngoài vải cũng được này. Khoác ngoài áo như em khoác là kiểu mặc quần bom đẹp này. Hoặc khoác ngoài vải cũng được này.
À, em này hàng hãng rất là đẹp này mọi người ơi. Còn size 30 cân đổ về này. Còn size 30 cân đổ về, giá sale cho em là còn 290k nốt này. Cái này, cái màu hồng này chỉ còn size 20 cân đổ về thôi, 20-21 cân đổ về thôi, 290 nốt này. 290 hàng khoác 3K giá 2 lớp này. Hàng khoác 3K 2 lớp thôi chứ không phải sao. Cái này của em 290 các mẹ nhá, 290k. Màu tím này thì còn size 30 cân, sale 290 nốt các mẹ nhá, rất là rẻ rồi. Màu hồng em còn size 21 cân đổ về thôi, màu này còn đến 30 cân. Giá xả cho các mẹ là còn 290 này. Hàng này của em là hàng hãng đắt, 290 nhá mọi người nhá. Cái này của em là 290 này. Nói chung là bây giờ nó xả rẻ hơn một chiếc áo nỉ hoodie của nhà em rồi. Hoodie mũ thường của em là 320, thì bây giờ cũng sale xả cho các mẹ rồi. Cái này bây giờ xả như hoodie thường rồi mọi người ạ. Như hoodie thường rồi. Đây, cái này của em còn size 25 cân các mẹ nhá. Cái này còn size đến tầm khoảng 25 26 cân mọi người ơi, hai màu. Cái này thì cũng xả cho các mẹ giá siêu giá rẻ. Rẻ khủng khiếp luôn rồi, chỉ bây giờ chỉ còn có 250.000 thôi. Siêu giá rẻ rồi mọi người nhá. Những chiếc cuối cùng em xả siêu giá rẻ lỗ rồi. Của có những mã này toàn là 400, gần 400 thôi. Bây giờ xả siêu rẻ lỗ 250.000 mọi người nhá. Xả hàng 250k thì cái này còn size đến 25 26 cân, màu xanh ngọc pha, màu be và pha đen. Cái này là khoác mũ. Khoác mũ này. Giá sale cho em chỉ còn có là 250.000 nhá. Nói chung là mỗi thứ nó còn ít thôi. Nên là em xả nốt này cho nó xả nốt, các mẹ lấy giá siêu rẻ, săn siêu rẻ rồi. Đấy, mẹ nào cần thì lấy thêm nhá, tại vì những cái hàng này thì mọi người dùng cũng rất là nhiều ấy. Cái này của em bây giờ còn vài chiếc em xả lỗ nốt là 250.000. 250.000 siêu giá rẻ hơn như cái áo nỉ rồi. Mà là hàng áo khoác gió 2 lớp. Đó là hàng khoác gió 2 lớp nhá, có màu đỏ. Có màu đỏ, khoác gió 2 lớp. Túi sâu ở đằng sau lưng này, màu mix rất là đẹp này. Khoác gió 2 lớp cho em 250.000 các mẹ nhá. Nói chung là giả xả giá rẻ nhất rồi nên là cũng không thể nào mà rẻ hơn được nữa. Cái này là vì là nó rẻ hơn cả áo nỉ của em rồi. Rẻ như cái có rẻ xem với áo nỉ mỏng của em rồi ấy mọi người ơi. Cái này của em là 250.000 một con nhá. 250.000 một con nhá. Bây giờ chỉ có gặp khách đi lấy dao, đi cục lấy thôi chứ không thì em bảo rồi. Bây giờ bảo một lần nữa thì chỉ hiểu không thì đưa người ta hàng về thôi. Tại vì một số những cái bưu cục mà nó bị thiếu nhân viên ạ. cái màu hồng size bao nhiêu? Màu hồng này em có size 21 cân đổ về mọi người, 21 hay 22 cân đổ về thôi. Chị muốn lấy cho bạn bao nhiêu cân? Cái này em còn ít thôi mọi người ơi, còn toàn size nho nhỏ thôi. Mọi người muốn lấy size bao nhiêu cân thì cái gì còn size em lên nốt nhá, xong rồi các mẹ nhá. Mã này còn size từ 15 cân này. 250.000 nốt này. 15 cân này. 15 cân đến tầm khoảng gần là tầm khoảng gần là 25 cân này. 15 cân đến tầm khoảng hơn 25 cân đổ về này mọi người ơi. 15 cân đến 25 cân đổ về này, em xả nốt cho các mẹ là còn 250.000 con màu xanh này nhá. 15 cân đến 25 cân. Giá sale cho các mẹ là còn có 250k thôi. Nói chung là bây giờ thì siêu lỗ rồi. Những cái mã hàng này áo gió 2 lớp mọi người ơi. Những cái mã này em bán dần xem bộ dao động gần 400k một em thôi. Đấy, bây giờ còn cái gì em xả lỗ nốt này. Cái này là 15 cân đến 25 cân nhá. Màu xanh nhá, pha đen nhá. Màu xanh pha đen. 15 cân đến 25 cân xanh pha đen. 15 cân đến 25 cân xanh pha đen. Vâng, xanh 25 cân ạ. Vâng, kéo. Lấy áo. Vâng ạ, ok chị. Xanh 25 cân ok chị Nguyễn Linh này. Em chuẩn bị đó ạ. Vâng. Xanh 25 cân cho chị Nguyễn Linh ạ. Chị bạn nhà chị là mét mấy nhỉ? Cái đấy là của em là mét 2 đổ về thôi ạ. Vâng. Mét 2 đổ về thôi ạ. Vâng, chị nắm nhé. Mét 2 đổ về thôi ạ. Cái này của em là 200 sale. Cái này màu đen, dáng 3K cũng là gió 2 lớp, trên trong lót lụa hàng hãng này. Cái này có dây chun rút này.
Không có rồi chị ơi, hàng đấy hết từ lâu rồi các chị ơi. Khoác như thế này ý, mà cho các bé như thế là hết lâu rồi. Cái này em còn vài chiếc thôi, em còn vài chiếc nho nhỏ thôi. Hàng đại em của em thì không có hàng rồi, hết hàng rồi ạ. Cái này của em là sale cho các mẹ còn 280.000 nhá mọi người ơi, 280k. Cái này còn cho các mẹ đến tầm khoảng được size 140. Cái này là cũng là mã này là thuộc hàng về muộn, cũng là hàng mới về đấy ạ. Nó là cũng hàng mới về đấy ạ. Với em gái chị? Váy. Cái đấy là váy con gái chứ. Cái đấy có size ạ. Cái này của em là sale còn là 280k các mẹ nhá. 280.000 này có size 101, có đến size 104 đấy mọi người, tầm khoảng 37 cân đấy. Có đến size tầm khoảng 37 cân đấy. Màu đen cho em này. 280k. 280k. Dáng có dây chun giúp này. Rất xịn của hàng hãng, rất chơi nhá, của hàng hãng New Kit nhá. Cái này của em là nó về mụn mụn một tí, em vẫn còn hàng cho các mẹ và bây giờ em sale cho các mẹ luôn. 280.000 có size 104 nhá mọi người. Có size 104 cho cái mã khoác đây, đây giúp này mọi người nhá, gái trai mặc được hết luôn. Gái trai mặc được hết luôn. Đó, gái trai mặc ok hết luôn nhá. Chị Nguyễn Linh là chị lấy cái xanh kia chị. Ồ, chị Nguyễn Linh ơi, 25 cân mà mét mấy đấy chị ơi? Đấy, 25 cân mét 2 đổ về cho em nhá. Vâng, em chào chị Hoa Nguyễn. Em chào chị ạ. Áo đen 1m4 vừa không? 1m4 em có size nhá chị Nguyễn Linh ơi, 1m4 có size nhá. 1m4 có size cho em này. 1m4 có size nhá. 104, size 140 ok đấy. 1m3 em cũng ok. 1m3 bao nhiêu cân? À 1m3 là chị muốn lấy áo gì? Không, cái đấy thì không vừa rồi. Áo xanh đen 1m3 không vừa rồi ạ. Áo xanh đen 1m3 không vừa rồi ạ. Mọi người lấy sang cái này đi. Mọi người lấy sang cái trắng này đi. Mọi người lấy sang cái đen này đi. Cái đen chữ trắng này đi ạ. Cái đen chữ trắng này size 140 thì còn ok này. Thì em còn size 140 này. Còn size 140 này. Giá sả còn 280.000 nhá. Hàng là vậy thì sao em chín? Đây ạ, cái này 1m3, 1m4 ok. Cái là hơi loáng một tí đây. Vâng, thích cái này cũng được, cái đấy cho cũng đẹp mà. Em mặc hơi loáng một tí mọi người ơi, nhưng mà nói chung là cái này của em sẽ có dây chun giúp cho neo. Nó vừa size số thoải mái luôn á. Cái này của em rất là chơi luôn này. Hàng hãng này, ở Miu Kit này. Đây ạ. Cái này nó rộng hơn cái đấy đây. Dạ vâng. Cái này thì phong tổng không size 7 hay size 5 ấy? Size 9. Size 9 ạ. To quá. Ờ, thích rộng thì ok, thích rộng thì được. 7 tuổi thì được ạ. Vâng, chùm chùm vâng. Được ạ, chị lấy cái đấy thôi. Cái này thì gọi là mặc vừa xinh. Vừa xinh thôi, nói chung cũng được. Nếu mà thích như kiểu em thì em cũng vẫn lấy dáng mặc crop top đấy, mặc vừa xinh, em mặc size đây này. Cái này em lấy mặc vừa xinh thì xinh thôi. Em mặc size 13 này. Cái kia 9, 11, 13 mà em 13. Thế là còn cái size 8. Nó bé hơn thì là 7. 27 hết. 27 hết rồi, 27 còn màu này thôi. 27 còn màu này thôi. Đây. Đây chị ơi. Giữ nhiệt cũng hết rồi. Giữ nhiệt em còn một chiếc màu hồng đấy ạ. Đấy, cái này của em sale 280 các mẹ nhá. Sale 280.000 nhá mọi người ơi. Sale 280k. Sale 280k, mẹ nào lấy có em còn sale 130, sale 140 này. Sale 130, 140 này. Đấy, nhưng mà em mặc cái màu này trên live có cái livestream nó sẽ bị lóa nhá mọi người nhá. Mọi người ai lấy cái mã này thì báo em này, sale 200 mấy nhá. 280, 280. Sale 280. 280 này. Sale 280. Con này là của em vẫn mặc này. Áo gió em còn size nhỏ nhỏ thôi các chị ạ. 1m3 thì còn con này. 1m3 của con này rất đẹp chị ơi, 260. 1m3 của con này rất là đẹp, size 1. 1m3 của con này rất là đẹp, 260 này. 1m44, 1m40, 1m47 36 cân vừa không em? Nói chung là như em mặc size vừa rồi, size 140 ấy các chị, thì em nghĩ là 1m47 là gần 1m50 à? Chị ơi, chị có cao 1m50 không chị? Hơn 1m50 đấy. Chị kiếm 1m50 thôi. Chị giúp em, chị mặc cái sỏ sỏ đấy giúp em rồi nhá.
Bạn kia là mét 47. Nửa nếu mà con trai này. Nửa 36 cân. Chị ơi được đấy chị ạ. Tầm khoảng 140 được nhá. 140 được nhá. Vì em nhiều khách nhà em thử người lớn thì cân nặng cũng nhiều hơn bạn mét 36 ấy mọi người. Thì cũng được nhá. Người lớn thì cân nặng sẽ... Vâng đúng rồi. Cái này bé trai ok ạ. Bé trai ạ. Cái này của em bé trai ok mà. Đấy, vì là nhờ một chị khách nhà em thử thì chị là người lớn thì cân nặng cái vai các thứ sẽ to hơn bạn ấy thì vẫn ok, gọi là vừa xinh ấy. Bạn chị cao mét rưỡi ạ. Được ạ. Đi được á, nhưng nó vẫn là hàng hai lớp bên trong lót lụa nhá. Nó là hàng hai lớp bên trong lót lụa nhá. Đấy, đi nắng thì ok. Nhưng nó vẫn là hàng hai lớp cho em nhá mọi người. Trong lót lụa thô lụa này. Đấy. Thì bây giờ mình mặc da xuân các thứ đầu hè vẫn được nhá. Đấy, da xuân đầu hè vẫn được. Cái này của em hàng hãng Milky đẹp lắm, đây này. Cái này có tag hàng hãng luôn. Tag hàng hãng luôn. Đấy, cái này có cúc có in tag hàng hãng luôn. Chị lấy chị báo em, size này là size 140. Cái này nó là lông thế này, kiểu đông thỏi. 140. Size 140. Còn trước cái này thì em sẽ có size 1m3 thôi mọi người ạ. Cái này còn size 1m3 thôi ạ, size 260 thôi ạ. Vâng, ok chị nhá. 1m3 size 260. Hàng này hàng gió cũng là hai lớp cho em, bên trong lớp thô lụa nó man mát các chị nhá. Tức là khi mà mình mặc áo ngắn tay và mình vâng ạ. Khi mà mình mặc áo ngắn tay mình cho tay vào đây nó man mát đấy các chị nhá. Đây là cái kia cũng thế. Cái kia cũng lớp thô lụa nó cũng thế. Hiếm con lớp thô lụa lắm. Cái này mình sẽ chọn khi mà cái hàng lót thô lụa này cho cái mình mặc áo ngắn tay mình cho tay vào nó không kiểu bị cảm giác như là cứng đâu mà nó rất mềm mại người ạ. Trong này hàng lót chất đẹp lắm, cho lót đẹp lắm mọi người ạ. Chỉ có vài hãng là có được cái lót thô lụa đấy thôi, còn em nói thật là ví dụ con 250 này thì nó lót thô thường thôi mọi người nhá, lót thô thường thôi. Thì đấy cho chị Trung Nguyễn chị lấy cái này. Chị ở đâu? Ừ, thế thì vẫn phải mình ship. Mọi người ơi, các bác miền trong ấy, áo như em mặc có kiểu nào khác không? Như em mặc thì em sợ size to hết hàng rồi các chị. Mọi người hỏi size to thì em hết hàng rồi. 280.000 em nhá. Cái áo này siêu 280. Đây này. Còn mọi người hỏi size nhỏ thì em còn, nhưng mà mọi người hỏi size to thì em sẽ hết rồi mọi người ạ. Đây ạ, cái này lót lụa, thô lụa này. Bên trong sờ rất là mát mát này các chị này. Rất là mềm mại này. Mặc ngón tay vào sờ kiểu mặc vào nó kiểu mát mát và rất dễ chịu. Còn thực ra cái mã này thì bình thường thực ra cũng mình vẫn mặc áo dài tay như thường mà cũng không phải là không thấy sót gửi vét cho mình nhá chị Liên. Em của cũng... chị Hoàn này đấy. Inbox nhá, inbox cho em nhá. Em không biết sao đơn của mình chị Hoàn ấy. Inbox cho nhà em nhá. Cái này em còn size, em có sale xả rẻ rỗ còn có là 260.000 thôi mọi người ơi. Cái này còn size 1m3 này. Sale xả rẻ rỗ còn một hạ còn có là bao nhiêu? 260.000 thôi. Có size đến 1m3 này, 30 cân này. Ba hơn 1m3 cũng được, hơn 1m3 cũng được ạ. Size 130 form này to lắm. Form size 130 form này rất là to này. Chị Thủy Hồ di lên bé gái hả chị? Đi lên bé gái thì em chỉ còn có 2 chiếc thôi mọi người, hỏi bao nhiêu cân? Còn có cái chiếc này dao động 30 cân thôi, 150. Em xả rẻ lỗ rồi, xả rẻ lỗ rồi. 150. Em cũng không còn đi lên nữa các chị ơi. Cái này cái chiếc cuối cùng em xả rẻ lỗ rồi, 150. 150. Đấy, các mẹ hỏi bao nhiêu cân ạ? Cốt tông mọi người 100k một chiếc này. Size 100, size 130. 16 cân ạ, không có, chị em thấy chị hỏi nhiều phết rồi nhưng mà em không còn hàng mà. Hình như chị có hỏi rồi nhưng em không còn hàng mà. Em không còn hàng từ chị có hỏi em rồi nhưng em không còn hàng ấy chứ. Đi lên em trả hết cho khách rồi còn đâu nữa. Đi lên em trả hết cho các mọi người từ lâu rồi còn đâu nữa. 100k một chiếc cho em mọi người này. Áo cốt tông này, 100k một chiếc này, size 130 này. Size 101 này. Và một chiếc cam size 1 40. 100.000 một chiếc mọi người nhá. 100k một chiếc cho em mọi người nhá. 100k một chiếc này. Đây kìa em kìa. 100k một chiếc cho em ạ. Rồi chào chị. Em ơi, có quần bò của bạn 4 tuổi không? 4 không? Có trong nhà chị ơi. Có trong nhà đấy.
Di Lê gói trước này 150.000 thôi, hàng 30 cân thôi ạ. Mọi người ơi, còn một chiếc khoác gió đen hàng hãng rất là đẹp luôn nhá. Nó 290.000. 290.000. Một chiếc áo hàng hãng gió đen. Cái này em còn size tầm khoảng 27 hay 28 cân thì phải. Đây mọi người nhá, đen chữ hồng nhá. Đen chữ hồng nhá. Giá xả là 290, hàng hãng này rất là đẹp này. 290, cái này hình như còn size 201 và size 202 nhưng form cái này rất là to mọi người nhá. Form cái này rất là to, cứ khoác choàng ra cho em gió mềm mà vẫn dày dặn đẹp lắm. Rất là gió mềm và dày dặn đẹp lắm. Cái này là 200 xả còn 280.000 mọi người nhá. Xả còn 290.000 các bạn nhá. 290k. Rất là đẹp luôn. Bạn 16 cân hiện nay em còn một số set hộ nỉ đấy chị ạ. Chị có thích set nỉ không? Hoặc là váy không? Hoặc là váy hoặc set bộ nỉ không? 16 cân em có set nỉ hoặc là váy đấy, rất là đẹp đấy. Cái này sale cho các mẹ còn 290 nốt này, 290 nốt này, kéo cửa cho em nhé. 290 nốt này. 290 màu đen này. 290 ạ. Cái này còn 250.000, em còn size 101 thôi mọi người ơi, size 20 cân, 22 cân, 23 cân đổ về này. Size 101 nhưng con này cũng to nhá, màu cam pha ghi rất xinh này. Màu cam pha ghi rất xinh này. Cam pha ghi rất là xinh, giá sale cho các mẹ là còn có 250k nốt này, 250k nốt giá xả siêu lỗ rồi. 250k. Có váy cho bé 16-17 cân không? Em có nhá chị ơi. Ví dụ như em có váy dạ này. Váy dạ này đang sale 250.000 này, siêu rẻ này. Rất xinh này. 250.000 siêu rẻ luôn, hai màu. Cái này hàng 500 hơn của em đã. Xả siêu giá lỗ rồi. Váy dạ hồng và váy dạ đỏ. Hồng và đỏ. Len 36 cân. Len cho bạn trai 36 cân. Chờ em nhá, hình em cũng hết rồi đấy. Váy dạ này. Váy dạ. Đấy mọi người ai ưng váy dạ đuôi cá màu đỏ không ạ? Giá sale hàng hơn 500 của em, giờ xả lốt 250.000 lốt ạ. Váy dạ đỏ ok cho chị Loan Thanh một chiếc này, đẹp lắm mọi người ơi. Hàng 500 mấy này, 508. Này, giá xả giá siêu lỗ luôn. Màu hồng cho em mọi người nhá, màu hồng nhá. 16 17 cân mấy tuổi à chị ơi? 16 17 cân mấy tuổi chắc là size 101 là được. Còn size 102 cho em là tầm khoảng 18 19 cân này. Size 102 18 19 cân này. Đỏ size 102 18 19 cân các mẹ này. Mặc cốt tông cũng được. Mặc cốt tông cũng được mà mặc bên trong kiểu là vâng ạ, ok chị, 16 17 cân em lên 27 ạ. Mặc cốt tông cũng được mà mọi người mặc lạnh trời hiện thời tiết mà đợt tới nó cũng lạnh lạnh ấy thì mọi người cho em mặc có một con đỏ này nữa 250 ạ. Có một con đỏ này nữa 250 ạ. Đỏ này của em cũng có lót nhung nhá mọi người nhá. 250 này, mọi người mặc cốt tông cũng được hoặc mặc len bên trong được. Đỏ này 250, váy dạ đỏ 250 này, có lót nhung này. Váy dạ đỏ 250 lót nhung này. Em còn một mã này xinh lắm. Cái này 50% cho em tím xinh lắm này. Còn size cho em là tầm khoảng 16-17 cân đến 19 cân nhá. Rất xinh này, 16-17 cân đến 19 cân này. Bạn là chị là mấy tuổi vậy ạ? 50% cho em mọi người ơi. Giá rẻ lắm luôn này, được chưa, em sale 250 này. Bây giờ 50% của em thì nó siêu giá lỗ rồi. Còn có 165.000 thôi các mẹ nhá. Cái này của em hàng 330 này. Cái này của em hàng 330 này. Đợt trước em sale cho là 250.000 ấy. Bây giờ em nói chung em xả kho rồi. Có 165.000 thôi là chia đôi vì em còn hai chiếc thôi. Size 16-17 cân đến 19 cân. 16-17 cân đến 19 cân váy tím này. Chất liệu. Cái hàng này của em hàng 330 nên mọi người nó cũng rất là đẹp ấy. Có điều bây giờ thôi em xả lỗ kho đi thôi ấy mọi người. 12 cân thì em không còn rồi ạ. Hoặc là con này em cũng xả lỗ nốt cho các mẹ. Giá gọi là giá bán tặng luôn ý. Không biết là cái này có size nhỏ không này. 50% mọi người nhá. Con trắng này của em là 160. Trắng 160. Tím 165.000.
Rồi còn có này nữa, hồng lòng tôm. Hồng lòng tôm 12 cân thì chờ em xem còn mã nào không ạ. Hồng lòng tôm cũng 50% là 165.000 luôn các mẹ nhá. Ôi dồi ôi, bán tặng em mà các chị ơi. Nói chung là siêu giá rẻ là lỗ của em rồi. Cái này em bán tặng hết 330 nguyên tác của em. Bây giờ em bán tặng hết là có chia đôi ra các mẹ nhá. Chia đôi ra 165.000 thôi. Size 16, 15, 16, 17 cân. Cái này của em thì còn khoảng 3 chiếc gì đấy. Bán tặng nốt. À có size 100, 12 cân. 12 cân mấy tuổi ạ? Chị ơi, 12 cân mấy tuổi ạ? 100, size 100 ok, 12 cân đấy ạ. 12 cân ok, size 100 đấy ạ. Đây. Cái này em xả lỗ nốt hồng. Cái này là hồng lòng tôm ấy các chị nhá. Màu hồng lòng tôm ấy nhá. Nó có ánh kim, các thứ đẹp lắm. Cái này 330 của em ấy. Bên trong nó sẽ là một cái lớp cô tông, bên ngoài nó là một cái lớp gen 3 tuổi được nhá chị. Mặc size 100 cho em nhá. 3 tuổi là cũng cao cao rồi, mặc được size 100 nhá. 16-17 cân em có size luôn. Bán tặng các mẹ giá siêu giá rẻ ạ. Mọi người ai lấy thì bảo em này. Bán tặng các mẹ siêu rẻ ấy mà. Nói chung là mọi người lấy mặc thêm cũng được. Nó cũng xinh lắm, vì hàng 330 của em thì nó cũng xinh lắm mọi người ạ. Em còn ít em bán tặng nốt đi mà. Còn cái này của em chỉ có 16-17 cân màu đỏ thôi. Giá sale là 250.000. Cái này là có lót nhung. Cái này chỉ có một chiếc 16, 17, 18 cân thôi. Thì giá sale 250.000 này, màu đỏ này. Màu đỏ caro 250 các mẹ nhá. Những cái váy này em còn ít hàng lắm này. Em váy này của em là sale còn bao nhiêu Thủy nhỉ? 290 nhá. 290 này, váy trần này. Váy kiểu trần như thế này. 290 váy công chúa trần như thế này. Mặc lạnh một tí thì rất là thích này. Đấy, váy công chúa trần một tí váy, mặc váy lạnh rất là thích, có size 12 cân. Có 17, 18 cân luôn này. Trần rất là xinh này. Cái này của em là hàng mới đấy, 290 ạ. Cũng sale cho các mẹ là 390 còn 290. Váy lại đen trắng có sang ở bên trong shop. Dạ đen trắng 16 cân. Váy dạ đen trắng em có. À cái này là len chị ạ. Cái này là len ạ. Cái này sale còn là 290 đúng không Thủy? Đúng không? Cái này sale 290 ạ. Cái này là set hai chi tiết len mọi người, nó là hàng váy hàng len hai chi tiết. Là len mọi người ạ, có size 16 cân nha chị nhá. 16 cân em có size, xinh lắm. Len mình cái len này nó mềm lắm ạ, rất là mềm luôn mọi người nhá. Rất là mềm ấy, cái len chất liệu len nó mềm, nó thích lắm. Đẹp hơn cả hàng người lớn em mua này. Cái này nó nhã hơn một tí này. Cái này nó đanh lắm, đẹp lắm, mềm, rất là thích. Đây set len đây ạ. Vâng ok chị ạ. Thay tầm khoảng 18 cân được này. Thay số 7 không? Thay số 9, đúng không? Thay số 11 đúng không? 99. Thay số 9. Có mẫu 12-13 cân không? Có. Đây chị nhá, 12-13 cân trước tiên này em có cái này là màu này. 12-13 cân 3 tuổi này. Mẫu này là 2 này. Caro đen trắng là 2 này. Và đỏ là 3, đỏ này. Đỏ này. Em còn đỏ này, đấy, đỏ này. Caro đen trắng này, có size này. Mẫu trần này. Đấy. Áo khoác 12-13 cân là chị. Hình như hết rồi. Khoác 12-13 cân nhỏ nhỏ em hết rồi ạ. Cái nào ít nóng hả chị? Ít nóng à. Len thì em thấy cũng vừa phải thôi mọi người. Len em thấy cũng vừa phải thôi. Cái này là len em thấy cũng vừa phải. Nếu mà không lót nhung, nếu mà ít là nóng thì mọi người cứ lấy không lót nhung là được. Còn len thì em thấy cũng bình thường ấy mọi người. Em không biết là bên trong cả nhà là tầm khoảng bao nhiêu độ như thế nào nữa. Mà cái hàng kiểu thu thu thì không có. Này lồng mối chị cái này đấy. Hoặc các chị lấy len màu kem cho em. Sơ mi trắng bé size 25 cân em hết rồi ạ. Đầm dạ, à không hợp, cái này là len ấy ạ. Em không biết là đầm dạ không hợp đúng không chị. Em có sơ mi trắng bé size 0, 25 cân em hết rồi mọi người ạ. 25 cân hết sơ mi trắng rồi.
Em chỉ còn 1-2 chiếc size dao động tầm khoảng 20 cân thôi. Em chỉ còn 20 cân thôi. 25 cân hết mất rồi. Có một con điện thoại của chị bị hết pin. Chưa sạc. Len trắng các mẹ ơi, sale cho các mẹ siêu rẻ 200 mọi người nhá. Len len kem ạ, len kem rất là đẹp này, 200. Hàng ạ, len kem này. Cái loại này của em là em xả hàng cho các mẹ nhưng nó cũng không có size nhỏ. Em có một con nào nữa nhỉ? Có một con váy siêu yêu. Đây. 15 16 cân rất xinh nhá. Váy màu đen này rất xinh này, khoác với cardigan cho em rất đẹp này. Len thì em sale cho các mẹ là còn len hồ kem thừng rất là đẹp của hãng Miu Kit này, sale 200 này. Len này xinh lắm. Đấy, xinh lắm luôn này. Còn cái này của em thì màu đen này. Màu đen này cũng rất là yêu nhá. Em cũng sale 50% cho các mẹ thôi. Cái này mọi người ơi, mặc khoác vào cho em rất xinh này. 160.000. Cái này 160.000 thôi mọi người, khoác thêm cardigan cho em rất xinh này. Đầm đen 13 cân không vừa ấy chị ạ. Cái này phải 16, 17 cân, 18 cân, 3, 4 tuổi cơ ạ. Cái này phải 16, 17 cân cơ ạ. Váy mà kiểu 13 cân em hết ấy. Váy đen cho chị Thanh Loan luôn này. Có 160.000 này. Rất xinh này, hàng 320. Bán tặng các mẹ mấy con khoác này các chị ơi. Nó khoác nhẹ đây chị ơi, chị lấy cho cả gái cả trai ok nhá. Váy đen nó còn một chiếc rồi, hết rồi. Chị Ngọc Lê còn lấy hai, còn lấy cái mẫu này thì còn này, 165.000 này còn này. Cái trắng này. Cái trắng này này, trắng này còn này. 165.000 cho còn này. Trắng tím đây này. Cái này là bán tặng các mẹ 100k một chiếc mọi người này. Chị ơi, cái này khoác có hai lớp này. Chị có lấy cho cả ngày, bạn ngày, bạn bé không? Bán tặng các mẹ 100.000. Cái này của em là 250. 250. Cái này 250.000 ạ. Đây ạ, 250.000 ạ. Là em để rẻ cho các mẹ là 100k thôi. 100k thôi ạ. Cái những cái mã này mọi người có muốn xem mã nào không thì chốt này. Cái này của em cũng váy em qua váy trước thôi. Cái này em cái này váy ren tím này. Váy ren tím này thì có size nhà bạn Trương Ngọc Lê này. Ừ. Đây, đây 100k mọi người ơi, 100k nhá, bán tặng các mẹ 100k nhá. Hàng 250. Em có size thì tầm khoảng 18 cân. Có size tầm khoảng 18 cân. Làm gì có cái gì set 160 chị ơi, không còn. Làm gì còn nữa. Em ơi, bây giờ hàng lẻ cũng không còn luôn đấy các chị. Từ trước em còn bảo là các chị là các chị ơi, mọi người mua lẻ đi. Set nào bé gái 37 cân và 28 cân không còn rồi ạ. Ở trước mọi người bảo xét hay bảo mọi người mua hàng lẻ đi, bây giờ hàng lẻ không còn nữa chị ạ. Hàng lẻ 37 cân thì em hết này. 28 cân thì lác đác còn mấy con nỉ mọi người ạ. 28 cân lác đác còn mấy con nỉ mọi người ạ. Mọi người lấy rời thôi. Xem lại các livestream nhà em đi. Này, mọi người ơi, cái này em bán tặng các mẹ có 100k một chiếc thôi này. Ok, váy cho bé nhá. Váy cho bé 16 cân tiếp này. Đấy, váy em chỉ có mấy chiếc theo này thôi. À đây, có cái này ạ. Có cái này của em. Đó là hàng mới đó chị ơi, em sale 10% cho các mẹ trên nai nhá. 16 cân lấy size 100 này cho em này. Hàng mới này. Đây, sale 10% cho các mẹ trên nai là còn 390. Cái này hàng mới của em ạ, nó sẽ còn 390 nhá. Váy nhung nhá, hàng diện Tết nhá. Nó sẽ gồm kẹp nơ nhá mọi người. Kẹp nơ này. Cái này của em còn size 25 28 cân nữa. Size 25 28 cân nữa và em còn một chiếc 16 17 cân size 100 đây, 16 17 18 cân size 100 đây.
thì cái này là còn sale còn 390 á, hàng mới á. Còn nhung nhung ánh kim bên trong có lót nhung nhẹ, nhung ánh kim bên trong lót nhung nhẹ. Cái này em sale cho các mẹ là còn có 390, cái này còn 390k nhá. Hàng này của em đang bán nguyên giá nhá mọi người. Hàng này đang bán nguyên giá nhá. Sale trên live cho các mẹ là 390 á. Cái này của em vẫn nguyên giá mọi người ơi. Cái này em bán hàng không đủ bán luôn. Xinh lắm đây. Mình có muốn lấy con này không? Con này nó sẽ kèm một cái nơ. Mọi người kẹp đâu rồi kẹp này? Kẹp đâu thì kẹp. Cái này của em kèm nơ luôn, kèm kẹp nơ luôn nhá. Cái này là theo set của hãng rồi. Cái này của em sẽ có size 25 28 cân nữa và giá sale trên livestream cho các mẹ là 390 ạ. Còn cái này của em gọi là sale còn size là size 16 cân đây ạ. Cái này hàng mới. Em đang bán nguyên giá đấy ạ. Rất xinh ạ. Váy em còn ít lắm. Nên còn cái này cũng còn size váy chân ạ. Váy chân này. Váy chân của em cũng là 290 ạ. Ok cho chị Thanh Loan luôn này. Rất xinh này, size 100 này. Xem 116-17 cân ok luôn này. Cái này là váy chân mọi người ơi. Cái này em cũng bán lẻ size rồi. Màu hồng ạ. Màu hồng của em là 290k. Còn màu xanh của em 290k các mẹ nhá. Sẽ có size từ 11-12 cân đến tầm khoảng 20 cân nhá mọi người nhá. Ở vâng ok chị nhá. Ok chị Loan Thanh. Thanh Loan ạ. Cái này của em là màu váy trần màu xanh baby. Và màu em váy trần hồng này của em nữa. Và cái ba cái mã này. Đây màu ba màu ạ. Có không còn đâu chị Lan Hoàng ơi, không còn đâu chị Lan Hoàng ơi, bộ thể thao em hết hàng rồi. Quần bò bé gái chị Thơ Anh hỏi bạn bao nhiêu cân là chị Thơ Anh ơi. Chị Thơ Anh hỏi bạn bao nhiêu cân là chị. Bây giờ em xem có mẹ nào hỏi áo 28 cân thôi, 37 cân hiện nay. À 37 cân em còn một con len rất xinh ạ. 37 cân hiện em còn con len rất xinh, giá sale xả trên live cho các mẹ 290 nốt một len cừu nha mọi người. Bình thường em sale hơn 300 ạ. 25 cân quần bò. Ồ ok, em còn cũng còn ít lắm mọi người ơi, em sẽ lấy cho các mẹ size nhá, chờ em một tí nhá. Size 140 quần baggy đen là một này. Size có một cái quần size 9 này, em nhớ từng chiếc luôn đấy các chị ạ, tại vì nó ít hàng quá luôn đấy mọi người ạ. Đây, 37 cân các cho em mọi người này. Bây giờ nó ít hàng khủng khiếp luôn đấy thôi là. Em không đây, những cái mã chân này của em là siêu 290 này, chuẩn luôn. Áo len size 160 mọi người này. Size hẳn 160 nhưng các mẹ có thể mặc dáng dài cho em. Con này dao động cân nặng khá là nhiều, đến được 40 cân ok. Size 160 nhưng con này form nhỏ mọi người nhá. Form nhỏ thôi. Len này em sẽ xả nốt cho các mẹ 290 này. Len New York đẹp lắm, len kiều đẹp lắm mọi người ơi. Em còn cái con to em xả nốt cho các mẹ 290 ạ. À em có quần tất cho bạn là chị Thanh Loan 16-17 cân. Nó là quần tất thì nó là quần tất hình như nó không có bàn ấy chị ơi. Em xả có 50.000 một chiếc thôi. Thì nó sẽ là hàng không có cái bàn. Thì mình sẽ vẫn phải đi thêm bàn cho bé hoặc là tùy. Đấy, 28 cân em hết mất rồi. 28 cân bé trai chị ơi. Cái này em xả 290 mọi người nhá. 28 cân cho em và 25 cân cho em thì em có một con quần này này mọi người ơi. 28-25 cân baggy đen này, 280.000 này. 280.000 quần baggy đen này. Nó quần này của em này nó co giãn và nó hơi dày một chút xíu các mẹ nhá. Cái hàng này của em hàng mới về, nó không lót nhung, lót nhức gì đâu nhưng nó dày dặn hơn một tí xíu này. Cái này của em là 200 tôi để trên này cho các mẹ 260.000 nốt các mẹ nhá. Chốt luôn cho em nhá. Ok này, 260.000 cho các mẹ. Ở con này ạ. Quần baggy đen 25 cân 28 cân có size ạ. Vâng, quần tất thì để một lát em chụp ảnh cho chị nhá. Quần tất thì em xả hàng có 50k đây luôn chị, đúng không? 16-17 cân, cái này có hơi to không nhỉ? 16-17 cân. Cái này của em 50k một chiếc các chị ơi, cái này là size 18-19 cân đấy ạ. Em có 16-17 cân nhá. Áo len cho chị Bùi Thủy 290 này, sau rồi em sẽ lên cho mọi người len to, len khác nhá. Cái quần tất này em xả 50.000 một chiếc thì nó sẽ dao động là 100k đến 95k một chiếc. Thì bây giờ em cứ xả 50% cho mọi người. Thì nó sẽ là không có bàn mọi người nhá. Thì không có bàn cho em thì mọi người ơi, cái này em xả 50k một chiếc ạ. Chị Bùi Thủy lên cho em số điện thoại với ạ. 36 cân 1m48 em không còn quần nữa rồi mọi người ạ. Không còn quần nữa rồi các chị ạ. Không biết bên kia còn chiếc quần nào sót không chứ. Bên em thì không còn rồi, bên cơ sở em không còn rồi.
Quần tất này em sẽ 50.000 một chiếc, tức là nó không có cái size có size hơn 20 cân đấy mọi người. Không, sơ mi em hết hàng rồi chị ạ. Em hết hàng sơ mi rồi mọi người ạ. Đấy, thì nếu mà chị gì lấy, chị Lan Thanh lấy thì tí em gửi ảnh em chụp cho chị cái mẫu này. Tại vì cái này hàng xẻ của em thì nó chỉ còn cái hàng như vậy thôi. 50k, nó rơi vào tầm khoảng 95k, 100k một chiếc đấy, thì bây giờ còn 50k. Quần tất quần này 260k thì các mẹ nào ai lấy 25 cân, 28 cân thì em còn size nhá. Quần baggy bò đen này. Trương Ngọc Lê 50k, ok. Trương Ngọc Lê bạn ấy để chị ướm size cho 16 cân đi. Vâng. Chị muốn lấy thêm bây giờ váy rồi, bây giờ chị muốn lấy thêm quần bò hay là muốn lấy thêm áo nỉ? Áo nỉ. Áo bên cơ sở em hết mất size to như vậy rồi ấy chị ạ. À còn con này nữa thôi, con này nữa là cũng sale 290 cho các mẹ này. Con này sale 290 này. Con này sale 290 này. Len LV này. Mọi người lấy cho bé trai thì cái này còn size này. Chị Thủy Văn Thanh, chị muốn có áo nỉ hay cái mã gì nữa thì báo em. Em lên cho áo nỉ, áo len. Len LV này. Còn cái con này là có size thôi, còn đâu là bên cơ sở 1 của nhà em thì có thêm áo len đấy thì em sẽ lên cho chị. Gửi ảnh thôi vì cơ sở này em không có len. Hết len rồi, hết len to rồi. Cơ sở này em hết len to rồi ạ. 1m48 rồi. Quần 25 cân đây ạ. Quần 25 cân em có con này này. 25 cân này, 250 này. Mọi người ai lấy quần 25 cân 250 thì báo em này, 25 cân này. Mềm đẹp màu xanh nhá, quần 25 cân nhá. 22 có size 20 25 cân này. Đây, ai lấy quần thì báo em 250, mềm đẹp 250. 250. 250 ạ. 250 cho em này. À em có bộ nỉ 16 cân, chị lấy đi này. Bộ nỉ 16 cân chị lấy đi này. Bộ nỉ này của em là có size 16 17 cân này. Giá sale xả còn có là bao nhiêu tiền? Giá sale xả của em chỉ còn có là 230 thôi. 230 thôi ạ. Quần 35 cân em hết rồi mọi người ơi, quần 35 cân em hết rồi ạ. 230.000 cho set nỉ thôi các mẹ ơi, chỉ có size đến 23 cân thôi mọi người nhá. Màu ghi và em có màu hồng. Giá sale xả còn có 230.000 thôi. Đấy, ai lấy 230k một set thì báo em. 230k một set thì báo em. Cái này em xả cho các mẹ còn 230k thôi, có size 16 cân đây. Chị Loan Thanh có lấy không? 16 cân đến 23 cân ạ. Chị kít lạc 2 set. Chị kít lạc ơi, chị lấy cho bao nhiêu cân? Chị kít lạc nhỏ, chị lấy cho bé bao nhiêu cân nhỉ? Một set tối đa 23 cân. 2 set tối ok 23 cân này, 23 cân mét ra. Đây, 23 cân một đây, màu hồng một set này. Cái này em lấy cho chị size to ấy. Em còn size tầm khoảng 20 cân đổ về thôi mọi người nhá. Dưới 20 cân thôi nhá. 15 cân đến 20, dưới 20 cân thôi ạ. 15 cân đến dưới 20 cân thôi này. Set này là set xanh này. Là set hồng này. Đấy, các nào áo với chân váy à chị? Áo với chân váy 16-17 cân. Rồi ok. Hồng nhá mọi người. Hồng này. Hồng này. Xinh lắm. Hồng 230 nốt thôi, 230 nốt thôi các chị nhá, 230 nốt thôi này. 230 nốt thôi này. 230 nốt thôi. Rồi. Áo với chân váy, cái này em còn một, em cũng sale 290 nốt cho các mẹ này. 290 này. Đây. Cái này xinh lắm này. Cái này rất là yêu. Cái này là áo nỉ nhung sale 260.000 này. Áo nỉ nhung sale 260.000. Em còn size cho các mẹ bạn đến tầm khoảng bao nhiêu cân nhỉ? 30 cân được không nhỉ? Được nhỉ? 30 cân. Còn size đến 30 cân nỉ nhung cho em ạ. Giá sale là 260.000, đó là hoodie mọi người nhá. Hoodie. Mix cho em với chân váy len đỏ hoặc là mix cho em với chân váy len đỏ này.
sân váy len đỏ em xả cho các mẹ này, có size từ 12 cân này. Sân váy len đỏ xả cho các mẹ có size từ 12 cân này. Là bao nhiêu tiền nhỉ? 100.000 các mẹ nhá. Xả siêu lỗ 100.000 nhá. Len 100k, bình thường em siêu xả lắm là 120k thôi, bán tặng các mẹ 100k nốt cho em sân váy len đỏ. Mọi người ơi, ai lấy chân váy len thì bảo em, chân váy len đỏ và em có màu đen. Màu đen thì em cũng không nhớ lắm còn size gì. Chân váy len ạ. Chân váy len đỏ, chân váy đen và chân váy đỏ chất liệu len mọi người nhá. Mọi người có thể mặc với mix quần tất, mặc với áo nỉ, áo len là mọi người có thể mix được rất nhiều thứ mọi người ạ. Váy nhung cổ béo trắng hết size rồi chị ơi. Váy nhung cổ béo trắng hết size rồi ạ. Hết bạn là chị rồi. Áo sọc xanh đằng sau bao nhiêu kg? À cái này của em á, 140 là cho tầm khoảng cái này sọc xanh này chỉ còn có tầm khoảng 30 cân đổ về thôi. 30 cân đổ về cho em thôi. Đấy, 100.000. 30 cân đổ về 100k. 30 cân đổ về 100k. Váy xanh nhung đỏ cổ béo là cái nào nhỉ? Cái này à? Cái này đúng không chị? Cái này đúng không? Không phải cái này. Cái này 250. Ô, có size này. 250 có size này. 250 có size này. Còn mã hàng mới của em thì em bán hết rồi. Các mã mới em bán hết size rồi ạ. Các mã hàng mới của em bán hết size bạn là chị rồi. Cái mã nhung nguyên giá là nó cũng đang hết size rồi ạ. Cái này của em là bao nhiêu nhỉ? Sale còn 250. Sale còn 250 có size 14-15 cân. À, cái này của em á, cái này của em chỉ size 17-20 cân thôi ạ. 17-20 cân thôi ạ. Mọi người ai lấy chân váy len 100k thì báo em này. 12 cân đến tầm khoảng 28 cân này. Cái này 12 cân đến 28 cân này. Chân váy len này 100.000 này. Váy nhung mới hết hàng rồi. Váy nhung mới hết hàng rồi. Hết hàng rồi ạ. Váy nhung mới em hết hàng rồi. Cái này của em là sale 260 mọi người ơi. 260.000 hoodie. Cái này là 190 mấy cân nhỉ? Cái này là 10 mấy cân nhỉ? 17 đến 20 cân trở về. Size 101 form nho nhỏ thôi mọi người nhá. Size 101 nhưng form nho nhỏ thôi. Không phải 101 form to đâu. Form vừa. Size 101 form vừa, 17 cân đến 20 cân đổ về. 190.000. 190.000 ạ. Hoodie lót nhung. Mix chân váy dòng ấy cho em này. Hoodie lót nhung bao nhiêu tiền nhỉ? 260. Chân váy 100k. Em lấy áo đấy. Ok. Chị Nguyễn Trang lấy áo 190 đúng không? Áo 190 đúng không? Áo 190 đúng không ạ? Áo 190 này. Mọi người ơi, xả siêu rẻ hoodie gấu 190. Gấu bay BBR 190. Gấu BBR 190 gái trai mặc được hết các mẹ nhá. Gấu BBR 190. Make cho em này. Váy kẻ là chất nhung dạ, nhung dạ, bên trong lót nhung ạ. 250. Còn size bạn này chị luôn nhá. 250 ạ. 250 ạ. Xả siêu rẻ rồi. Cái này của em chân váy chị gì nhỉ? Chị Loan Thanh có lấy không này? Chân váy 200k một chiếc này, bán tặng nốt khách ạ. Bán tặng nốt khách 190 này, bán tặng nốt khách 190 này. Chân váy 190 mọi người ơi, 16 17 cân có size này. 190 này. 16 17 18 cân có size này. Quần bò bé trai 17 cân không chị? Có nhá chị ơi. 180.000 rất đẹp này. Lấy luôn cho em cả một cây luôn, 180.000 rất đẹp này. Rất đẹp luôn, lấy đi này chị ơi. Còn thực ra cái gì em đồ này em còn ít lắm mọi người ạ. Xong rồi mọi người vừa rồi khách đấy thì cũng đi, tức là mọi người đi vào nhưng mọi người đi ra. Xong rồi mọi người lại phải quay lại. Tại vì là các nơi khác, thứ nhất là bây giờ tìm các nơi khác rất là hiếm hàng. Trong khi mình tìm thấy cái mã đấy nó được khoảng 8 đến 9 điểm rồi là cũng ok rồi. Nên là trường hợp mà khách cứ đi vào xong rồi lại phải đi chọn thêm một tí nữa xem thế nào. Xong rồi lại quay lại nhà em. Y như rằng là hôm qua phải đến 2-3 lượt khách như thế. Mà sáng vừa nãy là cũng có khách như thế luôn mọi người ạ. Nên là các mẹ tranh thủ nhá. Chứ nhà em thì bây giờ em nghĩ các chỗ khác
nó cũng không còn hàng đẹp ấy mọi người. Mà hàng của em là chất liệu đẹp ấy, một khi đã vào nhà em mà sờ vào cái chất nhà em rồi ấy, mà sang hàng khác là thấy có khi là không khó ưng lắm. Hàng nhà em chất đẹp ấy mọi người, nên là sang hàng khác khó ưng lắm. Đấy, cái này không có giúp chun đâu chị ơi, cái này là bụng chun rồi, bụng chun rồi. Đã khi sờ hàng nhà em chất nó mềm đẹp thế này không rồi, ra chỗ khác nó vừa ít lựa chọn mà chất nó không đẹp bằng ấy thì khó mua lắm. Ờ, hoodie không có đâu ạ. Ờ, quần bò 28 cân em còn một con thôi đây này. Còn một con 28 cân thôi này. Chị ơi, cái này không có giúp chun bụng đâu. Đây, cái bụng này nó nhỏ lắm ấy. Cái baggy nó rộng rãi thôi, bụng này nó cũng nhỏ lắm ạ. 101 nhưng form nhỏ cho em này. 101 form nhỏ cho em này. Đấy, cái này còn màu xanh nữa, không biết còn màu xanh màu gì. Cái này của em này. Cái này của em là có 28 cân, 260.000 này. Vâng, em cảm ơn chị. Thật ra đấy, các mẹ mà đã mua nhiều nhà em rồi ấy, thì khó ưng được bên khác ấy. Mà bên đợt này em thấy các shop cũng bị ít quần áo ấy mọi người. Đây ạ, đợt này bên các shop ít quần áo lắm. Xong rồi toàn khách đi đến xong rồi kiểu chưa được nguyện vọng 10 điểm hay là 11 điểm gì đấy. Thế là lại đi xong rồi phải vài trường hợp lại quay lại. Vì đi chỗ khác không có mà đi. Có những khách cũng bảo ôi dồi ôi đi 4-5 shop rồi, đến khi quay lại nhà em mua hơn 2 triệu mới mua được mọi người ạ. Cái này 280 này, 280 này. Có áo nào ghép luôn cho chị à chị? 280 nhá. À quên, 260. Bình thường siêu 280, bây giờ xả nốt 260 cho các mẹ này. 28 cân như vậy là chị là cao mét mấy à chị? Vậy là chị cao mét mấy ạ? Chân váy em bán tặng nốt 190 thôi mọi người ơi. Chân váy 16 17 18 cân 190 thôi này. Quần à, chị ơi cho em gì nhỉ? Cho em chiều cao, em lên quần cho. Áo 15, 16, 17 cân này, bấp gấu BBR xả cho các mẹ là còn có gái trai bảo ok hết nhá. 190 này, 190 này. Áo này là hàng nỉ nhung 260 ạ. Ờ, cái này bán tặng các mẹ 100k váy len thôi mọi người nhá. 100k váy len thôi nhá. Áo đây, áo len hoodie cho các mẹ nhá. Hoodie thì bây giờ 28 cân thì chỉ còn mỗi 2 chiếc này thôi. À 28 cân còn 2 chiếc này ạ. Một chiếc trắng này, một chiếc cam này. 28 cân mọi người, mét mấy nhìn các chị nhỏ? Mét mấy nhỉ? Đừng cao quá. Mét 35 dao động cho em thôi thì ok, chứ còn tầm mét 4, mét 15, 1 mét 4 thì hơi khó rồi đấy. Mét 35 dao động cho em thôi thì ok. Em còn size này, 200 ạ. Ồ, xốc ra inbox cho em chị Hà là ơi, vì bên em không có hàng đâu ạ. Ở len gái nỉ dày 35 cân. Lỉ nhung em hết rồi chị Lanh Trần ơi. Lỉ nhung em hết rồi mà. Hôm qua đã dơ ra chị rồi là hết rồi còn đâu nữa. Bên em hết rồi mà. Quần đây ạ. Đây. Nói chung bây giờ 9 điểm, 8 điểm, rưỡi 9 điểm là các mẹ nên mua rồi. Chứ để 10 điểm, 11 điểm hơi khó. Thì tầm này là không phải một mình em đâu, mà các shop khác họ còn hết nhiều, hết còn chả có gì ấy mọi người ạ. Đây ạ. Quần baggy bò mềm 260. Baggy bò mềm 260. Áo 200. Áo 200. Cam 200. Có 28 cân ạ. Được chị nhá. Rất là ok, được nhá. Rất là được luôn này. Cái này của em 200. Mickey 200. Áo vest của áo vest này của em là gái chị ạ. Vest này là của gái ạ. Còn bò 17 cân, chờ tí em lên cho mọi người quần bò 17 cân nhá. Quần bò 17 cân chờ tí em lên nhá. Vest này cả một set em đang sale có bao nhiêu tiền nhỉ? 490. Em có đăng ảnh lên page nhá các mẹ. Em có đăng ảnh lên page nhá mọi người. Cái này là size 100 này. Size 100 này của em thì em thấy cũng form cũng to chùm đấy mọi người. Ví dụ mẫu mặc khá là chùm đấy. Phải cho bạn tầm khoảng 4 tuổi, 5 tuổi mặc thì mới đẹp. Em thấy nếu 3 tuổi thì mặc sẽ hơi to quá. Thì cái set vest này ạ, 16 cân là chị, 16 cân bạn ý. Em sợ là hơi rộng nhỉ Thủy nhỉ, xem có xem 100 đấy. Nhưng mà em nghĩ là hơi rộng một tí đấy. Hơi rộng một chút kiểu mặc dáng phụ Hàn Quốc ấy. Em không biết là bạn này chị cao mét mấy này. Đó. Set này em đang xem bạn 490. Mickey 200. Có mẹ nào lấy không? Có mẹ nào lấy? Đây, 28 cân đây. Còn mấy mẫu này đến 28 cân, 30 cân này.
cho em xem set bé trai 118 cân cao 1m1 à chị? Đấy chị Thủy Thủy ơi, chị Thủy ơi còn lấy không? Quần thì ok rồi đúng không ạ? Áo thì em cũng 32 cân. Cái màu này còn không em ơi? Màu cam này còn không? 230 cũng được rồi, bạn ấy cũng 7 tuổi thôi rồi. 330 không này được. 330 á. Ờ cái cam này đẹp này. À, mũ không mặc cái này chị. Thế thì cổ tròn thì em hết hàng mất rồi. Hết hết, đây đây, cổ tròn còn cái này rất đẹp. Cái này là CEO 190 đây. Rất đẹp này, chị ơi ok luôn. Con màu trắng phô thôi ok luôn này. Trắng ok ạ. Có 1 mét thôi, có mặc được không? 1 mét hả chị? 16 cân. Em ướm xem là có được không ạ? Đây ạ. Pomo 190. Rất đẹp. 16 cân. Size ốc. Oh. Chân váy có size 100. Lấy cho chị size 100 nhỏ nhỏ với em nhé. Ờ, em thấy là 1 mét. 1 mét thì mặc thụng như Hàn Quốc ấy chị ạ. Được nhá chị nhá. Mặc thụng ấy, vì áo này mặc thụng lắm. Mặc thụng thụng như Hàn Quốc ấy. Em có size 100 thôi, nhưng cái dáng này của em là cái dáng thụng 490 set. Thì áo và chân váy size 100 cho em là ok. Ok này, polo cho chị ấy là 190 này. Và quần 260 này. Ok đi chị ơi, đây này. Con quần này, con chân váy của em size 100 này, giống nhỏ nhỏ, xíu xíu ấy. Xong rồi mặc thụng lên, bên trong mặc cho em áo giữ nhiệt hoặc áo len này. Chị của cam có hình nữa. Đấy, chị Nguyễn Thị Thùy. Ok, có cam có hình nữa đúng không chị? Chị lên số điện thoại. Cho em xin số điện thoại ạ. Ok, cho chị Loan Thanh này. Cái này của em là cái cam này đúng không chị? Cái cam này hả chị? Cam này có hoodie mũ đấy. Polo còn size 101 không phải chị? Chờ em xem còn không mọi người nhá. Polo 101 có phải cam này không ạ? Cam này đúng không ạ? Đây cho chị ấy là size 101 này. Hàng mới của em size 490 này. Cái này đúng không chị ơi? Polo nếu mà mọi người thích 101 nhá, mọi người cố chờ em một tí xíu để mình nhớ khách hỏi quá thì mọi người chờ em một tí xíu nhá. Ờ rồi em sẽ gửi ảnh các thứ cho các mẹ nếu mà mọi người chưa chốt được. Nếu mà polo mọi người ơi thích 101 nhá thì lấy cái này cho em. Mọi người này, cam kia cơ, cam kia. Cam kia. À cam này. Ok ok, cam đây. Cam này 200. Cam này 200. 101 đây mọi người này. 101 đây các chị này. Hàng em thì rất đẹp rồi mọi người yên tâm. Còn bây giờ em trả cho các mẹ rồi. Bây giờ còn các nơi khác còn chả có hàng ấy. Ờ, cam số size 101 này. Ờ, có size 100, có size 28 cân, có size 28 cân này. Cho bạn 7 tuổi này. Nếu mọi người thích polo size 101 thì lấy ngay polo này cho em khuyên mọi người luôn, vì con trai em lấy 2-3 màu của màu này luôn nhá mọi người nhá. Lấy cho em con này size 101, em xả cho các mẹ ôi giá phải gọi là ok kìa luôn, 190.000 các mẹ nhá. Và cái polo này cũng 190.000 thôi. Và con em thì lấy màu xanh, màu trắng và màu đen. Đây. Các mẹ yên tâm, hàng rất thích lắm luôn ý. Bạn ấy mặc luôn, bây tầm này đang mặc, tầm này đang mặc thay đổi luôn liên tục. Mọi người thích lấy màu nào cũng được nha. Lấy màu xanh rất đẹp, em còn size 101 và size 120 thôi. Tức là tầm cho các bạn 22 cân đổ về thôi mọi người nhá. 22 cân thôi. Cái này gái trai là ok hết các mẹ nhá. Mọi người muốn lấy cho gái cũng được. Quần gì khác bò không em? Quần to em hết rồi. Quần to tầm khoảng 30 cân em hết. 28, 30 cân em hết hàng mất rồi. Quần các loại quần em đều hết size rồi. Em chỉ còn size 17 cân, 20 cân các thứ thì em còn thôi. Màu đen size 150 các chị ơi, hết mất 150 rồi. Bây giờ không còn mọi người ơi. Bây giờ chỉ còn size là size tầm khoảng bao nhiêu nhỉ, cân đổ về em nhỉ? Tầm khoảng dưới 30 cân thôi các chị ạ. Những cái size to em hết rồi, vì những size đấy em toàn bán nguyên giá rồi các chị ạ.
17 cân áo trắng trên tay có chị nhá. Em có size 31 giúp em, rất ok luôn các mẹ nhá. Ai lấy polo báo em luôn vì cái hàng nỉ này các mẹ mặc thoải mái cho em. Vâng, áo cao 200k là áo này. Đây. Đây rồi, em lấy cho chị rồi, tổng cộng chị hai áo một quần rồi ạ. Cái này của em là có size đến 328 cân đổ về, size 31, size 32 và size 33 thôi ạ. Mọi người ơi, có trắng nhá. Cái size ok hết này, trắng này. Có xanh, xanh này đẹp này mọi người, xanh này rất xinh. Xanh này mặc yêu lắm luôn ấy, hàng hiếm đấy. Cái này của em là em còn hai chiếc thôi. Màu đen. Đen. Màu đen này số 10 này. Màu này là màu hồng này, cho bé gái này. Cái dòng này của em là bán cho cả gái và trai 190 các mẹ nhá. 190 ạ, và em có xanh ngọc Mickey 190, xanh ngọc Mickey 190 mọi người nhá. Xanh ngọc Mickey em xả có 190 thôi. Ơ, sao? Chị lấy cho sữa của cái xe 120 mà không hiểu sao về nhà không thấy đâu cái màu xanh ngọc này. Ừ. Hả? Hay chưa lấy. Hay chưa lấy á? Hay chưa lấy? Thấy sức ra để cho gói rồi hay chưa nhét vào ấy? 101 là 17 cân ok được các mẹ nhá. Con này là 20-21 cân mặc 20-21 cân mặc size 120. 20-21-22 cân mặc size 120 thì dao động đến tầm khoảng 23 cân. Còn size 130 thì dao động đến tầm khoảng 25-26-27-28 cân mọi người nhá. Đấy. Xanh ngọc. Xanh ngọc này. Giờ đây em toàn phải lấy cho con chục chiếc ấy, vì sang ông bà nữa. Thế là cứ chục chiếc phông bên này, chục chiếc phông bên kia là đỡ phải mang đi mang về. Mà cái hàng này là không còn hàng nữa, nên là em phải vô hết cho con em những cái mã mà kiểu chất thích, chất đẹp. Vâng, đây chị lấy trắng đây, chất thích, chất đẹp là em phải lấy hết cho nó. Vì em nói thật là con em thì nó chỉ mặc cái dòng, nó cũng không mặc đến dòng quá dày, nên là nó cũng cứ cái dòng nỉ này nó mặc nhiều ấy, nỉ này nó mặc nhiều. Con em thuộc dạng kiểu đầu bụng nó vẫn mặc áo ngắn tay, sợ hết không biết lắm, đầu bụng vẫn mặc áo ngắn tay. Đây ạ, trắng này, trắng nhá, hồng nhá. Đây là tất cả cái dòng này là em phải lấy cho con em khoảng vài chiếc luôn ý. Diện Tết rất là đẹp mọi người nhá. Xong rồi em lên quần cho mọi người. Mọi người ưng mã polo nào thì bảo em. Chỉ còn thì hình như còn đến size 130 thôi. 140 không còn chiếc nào hay sao các chị ạ? 140 còn chiếc nào không? Đấy mọi người, ai lấy cái mẫu màu nào bảo em. Các chị quần nhá mọi người, quần 17 cân nhá. Quần 17 cân nãy mấy mẹ hỏi này. Đây. Ở đây. Quần đây đúng không? Quần đây các chị ơi, quần này sale 250 ạ. Quần khói sale 250 này. Quần khói mềm lắm. Quần khói mềm đẹp co giãn sale 250 này. Một khói mềm. Hả? Polo trắng em có size 30 cân các chị ơi. Polo trắng có size 30 cân đấy mọi người nhá. Mọi người ai lấy polo trắng em có size 140 này các chị ơi. Ai lấy tầm khoảng 30-31 cân được này. Polo trắng này, hoodie bé gái 37 cân và 28 cân hả chị? Hoodie 28 cân, 37 cân em hết hàng rồi này. Bây giờ còn 28 cân thôi. Bây giờ còn 28 cân thôi. Cái này cũng còn. Em hoodie 28 cân không biết là còn cái gì nhỏ em nhỉ? Trời em nghĩ nhá mọi người ơi. Hả? À còn cái nỉ xanh tím này này, 140 này. Polo trắng bao nhiêu? 190 mọi người ạ. 190 ạ. 190 ạ. Ai gọi em vậy? Alo ạ. Alo chị Trang hả? Ừ. Báo hàng về một kiện 204. Mang chị nhá. Ok em nhá. Ừ, mai gửi chị nhá. Ừ. Mai đi trong bọn thiêu thao chị. Ok đang livestream rồi. Rồi. Hàng gì? Hàng hè. Xanh ngọc 120 cho chị Phúc Hưng Nguyễn. Xanh ngọc 120, xanh ngọc đây ạ. Xanh ngọc mày đúng không chị? Xanh ngọc đây. 120 này, trắng còn 240 nhá mọi người nhá. Trắng em còn 240 nhá. Cái này em còn size
Còn size đến 36 cân các mẹ này. Em còn con này đến 36, 36 cân này. Còn size gì nữa nhỉ? Chị Phúc Hưng ấy. Còn cân ba. Hai 200k các mẹ ơi, 200k hoodie này. 200k hoodie này. Đây 200k mọi người nha. Bỏ ra nhé, con này dễ có nhìn size của cái chân lá. Đi nhá. Ừ, còn cái này của em còn đến 30 cân hơn thôi. Màu xanh kia hả chị? Ồ, vâng, ok chị. Màu xanh kia, màu xanh chữ này. Màu xanh chữ này. Chị lấy xanh chữ này em ạ, xanh màu 20. Xanh chữ này, xanh màu 20. Xanh chữ này, xanh màu 20. 28 cân em còn cái Mickey này này. Mickey này 28 cân, còn hoodie Mickey 28 cân này. Mickey hoodie 28 cân này. 23 cân có chị. 23 cân có luôn. Có luôn, 23 cân đều có. Đen hoodie nữ hả chị? Đen hoodie nữ chị Linh Linh vừa nãy comment em bao nhiêu cân chị nhở? Vừa nãy chị có comment rồi nhưng mà nhiều comment mọi người em trôi em quên mất. Đây cái này toàn túi zip cho em đấy. 101, 103. 101, 103. 104, cái này con này của em đến tầm khoảng 32 cân thôi. 32, 33 cân thôi, 200. Ô, 42 cân thì bên em không có hàng mọi người ơi. 42 cân bên Suri Kit 1 của em, cơ sở 1 còn hết hàng rồi các chị ạ. Hết hàng rồi ấy. Suri Kit cơ sở 1 hết hàng rồi. Con trai con gái mặc được hết mọi người nhá. Con trai con gái mặc được hết, con em mặc luôn, polo luôn. Tất cả mấy ma polo con em lại 3-4 chiếc luôn. Có màu hồng là không mặc thôi. Có màu hồng là con gái mặc thôi. Các màu khác gái mặc được hết. Và trai thì có hồng là không mặc được thôi các mẹ nhá. Lấy màu gì cũng được. Cái này của em là còn size 32 cân 200. Còn size 104 mọi người, 32-33 cân. Cho em 32-33-34 cân, 35 cân. Nếu mà không cao ấy thì mọi người tranh thủ miền Bắc thì em đang ship cho các mẹ luôn. Ok, nhưng mà miền Nam là phải chuyển khoản đấy ạ. Miền Nam, miền Trung là phải chuyển khoản đấy ạ. Đây ạ. Cái này của em là bao nhiêu nhỏ? 200. Chân váy 17-18 cân, có mẹ nào lấy không này? Một bò có mỗi một mã 17 cân thôi ạ. Xem có mã nào, 2-3-4 mã này. Ừ, thôi cái này cũng đẹp. Vâng, một chiếc 23 cân ok chị Lê Thu này. Cho em xin chiều cao luôn nhá. Em ướm size cho, thường thì 23 cân thì mặc được size 120, nhưng mà bạn nhà chị mà cao cao một tí thì có thể nhích lên size 130 tùy nhá. Chị lấy trắng hay sao ấy? Chị Thu polo trắng. Váy các mẹ này, váy da 109 này các mẹ ơi, 109 này. Quần nhá, quần thì này em không còn size to đâu, em xả cho các mẹ trên livestream ai ưng thì lấy nốt cho em, rất đẹp luôn ạ. Quần này là quần bom rất đẹp mọi người nhá. À lấy cho chị quần bom đen nữa em ạ. Quần bom đen nó size 102. Cái này mẹ nào hỏi 17 18 cân, 20 cân. Rêu. Em xả trên live cho các mẹ giá siêu là tốt. 260.000. 260.000 hàng đẹp mới của nhà em, hàng mới 260.000 nhá. 260.000 màu rêu, 260.000 màu rêu. 260 em cũng móc áo này. 260.000 màu rêu này. 260.000 màu be. Đẹp lắm, hộp đẹp lắm. Bạn nào mặc lên dáng cũng xinh luôn. Màu nữa không chị lấy? Ok chị Phúc Hưng Nguyễn, size 120 ok chị. Con này quần size 120. Trả cho các mẹ, cái này là size 23 cân các thứ này, các mẹ lấy được này, size 120 này mọi người ơi, quần đen đẹp lắm, gái trai ok hết. 1m23 lấy được cho em size 130 còn không?
chị cho polo trắng. Size 3 cân. Cho polo trắng. Ờ, quần này không lót nỉ mọi người ơi. Cái quần này thì mọi người thích giày nhá. Mọi người lấy quần này cho em. Mọi người thích giày, mọi người lấy quần này cho em. Mọi người thích lót nỉ hay không lót nỉ thì em lên luôn. Giày dặn một tí lấy quần này cho em, nó tương đối ấm nhưng nó cũng không lót đâu. Nó chỉ hàm một lớp thôi, bên trong nó hơi có một chút nhưng nỉ nhẹ nhẹ. Thì em thấy rất là ok. Rất là ok luôn, thời tiết gì cũng vẫn được đấy. Cái này là có màu này, mọi người thích không lót hả? Không lót 17 cân rồi. Cái này của em là size 120 các mẹ này, size 120 này. 250 này, size 120 màu đen này, bom này, 250.000 này. Đó, mọi người thích không lót đúng không? Không lót. Chị ơi, bạn này chị Phương Chi là mét mấy nhỉ? Bạn này chị Phương Chi là 17 cân mét mấy vậy ạ? 17 cân mét mấy vậy ạ? Hoodie có một chiếc size 130 này, 200 rất xinh này. Size 120. 1m15 rồi cũng ok đấy chị ơi, được. Em lấy cho chị size 101 là được này. Size 130 này, mọi người ơi, size 25 cân đổ về này, 130 à, size 25 26 cân này. Đẹp lắm, 200, hoodie xanh 200, chờ tí em lên thêm các mẹ nhá. Quần 250. Mã 1 250. Mã 1 250 này. Baggy ạ. Mã 1 250 ạ. Cứ tên size 101 là được ạ. Mã 1 250. Mã 2 màu đen đậm 250. 250 đen đậm xanh đậm 250. Cái quần này chỉ có size nhỏ thôi mọi người nhá. Đây là mọi người đừng hỏi em thay to rồi, nó cũng chỉ có ra đến 20 cân thôi, 20-25 cân thôi ạ, 20-25 cân thôi ạ. Quần mã 3 250.000, khói, đều đẹp hết, mềm đẹp hết nhá mọi người. Mã 3 này, mã 2 này, mã 1 này, đấy, mã 1 này, mã 2, xanh đậm này, mã 3, khói này, chị có ưng mã nào không? 250. 250 này. Cô xinh quá, 250. 250 34. Quá đẹp luôn. Không lấy hơi phí luôn này. Và mã 250 34 này. 34 này. Đây mã này quá đẹp luôn. Đấy, chị ưng lấy luôn này. Mã 4 này. Xong rồi em lên thêm nỉ cho mọi người. Mã 4 này, quần. Mã 4. Nỉ 220. Ôi đẹp luôn. Cam. Cam 200. Có size 201, có size 202 mọi người nhá. Cam 200 nhá, hình xinh lắm, chất nỉ thích lắm ạ. Cam này là cam hoạt hình này. Cam này là cam số này. Cam số ạ. Cam số nhá. Cam số 200. Đấy, chị Phương Chi có ước mã quần nào không? Em dơ dơ mấy mã rồi đấy. Mã rồi đấy, chị ước mã nào không? Quần bom. Quần bom xanh 220. Cho em xem mã 4. Mã 4 quần size 17 cân. Ôi chuẩn luôn, mã rất đẹp luôn. Mã 4 cuối cùng này. Mã này nói chung rất mềm và đẹp này, rất là đẹp luôn nhá. Hết hàng rồi đấy. Hết hàng rồi đấy. 5808 này. 17 cân cho Nguyễn Trang này. Mã 4 này, lấy size 101 này. Mã 4 này. Xước này. Còn hàng không? 5808. Cho chị Nguyễn Trang này.
Quần bom các mẹ 220 này. Quần bom xanh 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 dương đậm 220. Quần bom xanh dương đậm 220. Có size đến 20 cân hơn này. Có size đến tầm khoảng 22 23 cân các mẹ nhá. 1m2 đổ về, cái này quần này chắc 1m2 đổ về. 220. Xanh dương đậm túi hộp rất đẹp 220. Đây. Đó, chị đây 250. Quần mã 4 250. Quần mã 4 250. Các mẹ ơi lấy nỉ nốt không? Nỉ em trả rẻ này. Nỉ em trả rẻ có size 17 cân này. Hi hi hi. Quần nỉ này ở bé trai. Hàng 1m40 em hết hàng rồi mọi người ạ. 1m40 em hết hàng rồi ạ. Bây giờ chỉ còn size nhỏ thôi các chị ơi. Ở size 22 thì vừa nãy có mẹ hỏi này ơi. Em còn mã này xinh lắm, màu trắng các chị ơi, màu trắng gấu ấy, 200 này. Màu trắng gấu này của em 200 này. Rất đẹp này. Màu trắng gấu 200 này. Cái này của em ấy mọi người ơi, cái này có size trăm, có size 101 này. Size 101 nhưng cái form này nó to các chị nhá. Nói chung là các bạn tầm khoảng 17 cân mặc sẽ hơi rộng đấy. Phải là 20 cân thì em thấy là sẽ xinh hơn. Còn nếu bạn nào cao thì mọi người vẫn lấy được, nhưng mà nói chung là 17 cân thì nó hơi rộng đấy ạ. Cái này em thấy tầm khoảng 20 cân thì mặc đẹp hơn này. 109 này. 109 này. Hoodie trắng gấu này. 200 này. Quần đấy cao 1m1 vừa không? Vừa. Vừa chị Nguyễn Trang ơi, rất ok, hơi sắn gấu một được một gấu đấy. Hơi sắn, nói chung là sắn được một gấu đấy. Quần này xả cho các mẹ là 180.000 mà siêu giá rẻ nào các mẹ ơi. Đây lấy nốt cho em đi, con này size 101 các chị ơi, mặc thích cực luôn. Bình thường hàng là khi em xả 220 giờ cũng xả có 180.000 thôi nhá. Mẹ nào thích thì lấy vợt nốt, nó hàng nó rất siêu đẹp luôn, như quần cu nhà em mà mặc rất là thích. Cái này của em là bao nhiêu nhỉ? 180. Mã nỉ xanh số 1. 180 mã nỉ xanh số 1. 180 mã nỉ xanh số 2 mọi người nhá. 180 nỉ xanh số 1 và 180 nỉ xanh số 2. Còn bạn nhà em 21 cân nó thì mặc tầm khoảng 220 cơ. Không thì em lấy cho con nhà em hết luôn. Quần coi như là mặc bét này là nhà luôn. Tại vì quần này mặc thích lắm mà em thay liên tục luôn. Xong rồi sang cả nhà bà nữa. Thỉnh thoảng lại rơi rớt nên là quần vẫn còn ra tết, vẫn còn mặc những cái mã này. Nên là em mà hết sạch không còn luôn, không còn cu nhà em không còn hàng mặc luôn ấy. Xong rồi con trai của chị gái em cũng cái quần lắm khi kiểu lấy cho con xong rồi vẫn cảm thấy thiếu đấy. Xong rồi đến lúc xả cho khách rồi bây giờ muốn lấy cho con không còn nữa luôn. Quần một lớp nhá mọi người nhá. Quần một lớp này, đấy. Bây giờ lấy cho con mình còn thiếu luôn ấy mọi người ạ. Tại vì xả cho khách lắm khi cũng bận ấy, không để ý đến khi con mình giặt giết các thú mà thấy nó cứ ít ấy. Thế là bây giờ không còn hàng nữa rồi, cũng kiểu qua vụ rồi. Nhưng mà em vừa rồi em vợt cho con em tầm khoảng chục, vừa lấy cho con tầm khoảng áo thì em lấy được nhiều lắm. Quần thì em lấy được ít hơn một tí. Vâng, cái mũ không mũ hả chị? Không mũ đúng không? Không mũ. Chị không thích có mũ hả? Cái này là size 101 phong to này, chị có lấy không? 101 phong to chị có lấy không? Quần nỉ này. Các mẹ 17 cân đến 18, 19 cân mọi người lấy này. Rất là đẹp này. 20 cân cũng được, nhưng mà cao mấy 15 đổ về cho em là được. Cái này tương đương với size 120 này chị ơi. Cái này cũng xinh này, trăm bao nhiêu nhỉ? 109 này. Không em còn cái này. Có cái mã cổ tròn màu xanh, xanh dương gấu. Cổ tròn. Đúng rồi. Cái này phong to đấy. Cái này phong 120 nhưng phong cũng to nhá. 190 này. Bạn là chị Phúc Hương Minh là biết mấy nhỉ?
Cái này nó cũng không to nhá. Cái này phải đến được tầm khoảng 120 này, phải đến được tầm khoảng 25 hay 6 hay 7 cân đấy mọi người nhá. Theo em thì chắc là lấy 101 thôi. 101 thôi. Vì cái phong này của em là dòng này phong to nhá. Cái này em đến được tầm size tương đương, nó tương đương một chút thì size 130 đấy ạ. Cái này là 120 nhưng mà phong to nó hơi tương đương 130 đấy. Cái này của em là mã này của em bao nhiêu rồi? À thế thì chị chỉ lấy 101 cho em là con này là ok nhá. Lấy size 101 thôi nhá. Cái dòng này lấy size 101 thôi nhá. Màu xanh ngọc này 190 nốt này. Màu xanh ngọc 190 này. Màu xanh ngọc 190 này, màu trắng 190 này, màu xanh ngọc 190 này. 19 cân ken ken đây chị, ken ken đây có size luôn này. 19 cân ok này, cao cho em tầm khoảng 1 mét đổ lên các mẹ nhá. 1 mét đổ lên ấy, à 1 mét đổ lên mới được này. Gần 1 mét. Gần 1 mét thì thực ra là bạn là chị lấy size những cái phong to nhà em thì lấy size 101 thôi đấy. Xanh ngọc 190 các mẹ nhá, xanh ngọc 190 nhá. Cái này mọi người ơi, màu cam 180. Cam nỉ 180 rất đẹp này mọi người ơi. Cam nỉ 180 này. 101 thôi, không lấy đến 120 đâu. Nãy giờ nhiều khách hỏi em không nhớ ấy. Chứ bạn nhà chị chỉ lấy size 101 thôi nhá. Cam nỉ của em 180.000. Cam nỉ 180.000. Cam nỉ 180.000 ạ. Có 19 cân con này chị nhớ, chị ken ken lấy thì báo em này. Chị ken ken lấy thì báo em này. Cái này được chị này, cái này ok, size 101 này ok. 101 này ok. Mọi người ơi, còn một con này size 120 nhá. Size 120 của em phải 20 cân dao động các mẹ này, 20 cân này. Con này là cái gấu này nó đính lên trên này này. 190 này. Em cài của chị cái này đi. 190 này. Con đen này được này, con đen size 101 được này. Đen 190 này. Con đen size 101 được này. Đen chữ size 190 size 101 được này. Con này của em là phong to mọi người nhá. Con đen này phong to nhá, 190 này, đen sticker các mẹ nhá. Đen sticker nó là size mấy nhỉ? Size phong to nhá. Đấy, nói chung là em chỉ có polo thì nó sẽ là thuộc dạng cổ tròn. Đếm gửi cho chị mã còn size vì là hàng cổ tròn của em sẽ sale 190, còn hàng hoodie thì nó sale tầm khoảng 200. Đấy thì em gửi cho chị mã còn size này. Đây. Thêm một con giữ nhiệt này thì nó cũng là cổ này được không ạ? Màu trắng à, không biết còn không biết là không còn màu trắng. Màu trắng chỉ có duy nhất con polo này trắng thôi. Mỗi con polo 101 này trắng thì là ok thôi. Hà 190 này, 190 này, 190 này. Còn mỗi polo này là đấy thôi, chị lấy hay chị lấy chưa? Mỗi polo này thôi thì polo này là nó có màu trắng thôi. Nếu mà mình thích cổ tròn, hầu như con hoodie này rất là đẹp nhưng mà nó lại là có mũ ạ. Có mũ ạ. Đấy, mũ, cái này là cũng còn là 190 các bạn nhá. Con nút đi này form nhỏ 190 nhá. 190 này. Đó. 190 này. Đấy. Các mẹ có thể xem lại like nhá. Xong rồi các mẹ xem lại like và inbox nhà em nhá. Nhanh luôn. Nói chung là nỉ các thứ là em lên hết rồi lại còn cũng thế thôi ạ. Ok mọi người, em cảm ơn cả nhà này. Các mẹ tìm có thể lấy bóc lại cho gửi mẫu cho các mẹ. Hoặc là em sẽ hoặc là mọi người xem lại like. Mọi người ưng mã nào mọi người báo lại em nhá. Em cảm ơn mọi người ạ. Ok cả nhà, thank you cả nhà nhá. Mọi người nhá, mọi người xem lại like giúp em hoặc là inbox cho em nhá để dồn đơn ạ.